Cô đã phải bỏ đi lòng tự trọng của bản thân, đến một quán bar ỏng ẻo tiếp khách, rồi phải nũng nịu bày ra đủ lý do để có thể chuồn đi trước khi bị họ phát hiện ra rằng cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bán thân. Cô phải chịu đựng việc bị ba tên khốn nạn bài bạc nuốt hết số tiền mà cô kiếm được, rồi tàn nhẫn hành hạ mẹ con cô, sau đó phải cố gắng bảo vệ người mẹ yếu đuối nhu nhược của mình. Ấy vậy mà những điều không may cứ ập đến. Mẹ cô mắc bệnh hiểm nghèo, cô lại miệt mài kiếm tiền gấp gáp, cố gắng tiếp nhiều khách hơn để mẹ cô kịp thời phẫu thuật. Vẻ bề ngoài của cô lúc nào cũng mạnh mẽ, duy chỉ có những lúc ở trước mặt của một người đàn ông cô trở nên yếu đuối, một người mà có thể khiến cho trái tim của cô rung động. Vương Đình Quân đang ở đất nước xa xôi. Anh nghe tin đồn cô gái nhỏ của mình đang làm cái nghề ong bướm xấu xa. Anh quyết định về nước để mà có thể trừng trị vị hôn thê trăng hoa của mình. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Tú Anh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thư giãn. Trong một quán bar sang trọng, nổi tiếng bậc nhất của thành phố, Hàn Nam Phong ngồi giữa dàn thiếu gia nổi tiếng ăn chơi sa đọa bậc nhất. Anh ta cầm ly rượu có giá hàng triệu đô ở trên tay, lắc nhẹ đưa lên miệng thưởng thức, tay còn lại đang ôm mỹ nữ nổi tiếng trong quán bar này. Đây chính là người nổi tiếng xinh đẹp nhất. Hàn thiếu, lâu lắm rồi mới đến thăm người ta. Hàn Nam Phong nở ra nụ cười, đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Dạo này anh bận quá, bảo bối, sau này anh sẽ bù đắp cho em sau. Mộ Chiến Bắc nhìn đôi nam nữ, liền lên giọng trách móc Hàn Nam Phong. Tiểu mỹ nữ đây, chỉ có tiếp một mình cậu thôi đấy. Đừng để cho nàng ấy phải buồn, nhớ chưa? Hàn Nam Phong ôm nữ nhân vào trong lòng, cúi xuống thưởng thức mùi hương tinh tế trên cơ thể của cô, làm cho cô có chút phản ứng. Vậy hôm nay anh sẽ thỏa mãn em có được không? Hà Băng Chi có chút giật mình, đẩy đầu của người đàn ông ra, giọng nói trở nên ủy khuất. Đành phụ lòng anh rồi, tối nay em có chút việc quan trọng, để khi khác có được không anh? Hàn Nam Phong nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. Mỗi lần anh ta nói muốn chuyện trên giường thì cô lại nói mình có chuyện bận cần phải giải quyết. Chẳng lẽ anh không quan trọng bằng một chút việc kia của em sao? Sao anh có thể nói như vậy? Đối với em, anh luôn luôn là người quan trọng nhất. Có điều... Cô mím môi, ánh mắt có chút mọng nước, làm cho Hàn Nam Phong không đỡ được. Thôi được rồi, em cứ đi làm việc quan trọng kia đi, khi nào cần anh sẽ gọi em. Người đàn ông rút tấm thẻ ra, bên trong có chừng 10 triệu đưa cho Băng Chi, rồi hôn nhẹ lên má của anh. Cô lặng lẽ rời đi. Cậu tha cho cô ta dễ dàng như vậy sao? Đã rất nhiều lần rồi đấy. Giang Bắc Minh lên tiếng nhắc nhở, nhưng mà có vẻ như người đàn ông cũng không để tâm là bao nhiêu, khuôn mặt yêu nghiệt nở ra nụ cười. Cô ta cũng chỉ để chơi thôi, đụng vào sợ bẩn tay lắm. Hà Băng Chi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, cô thay ra bộ đồ hoàn toàn kín đáo, khác với ban nãy, trong lòng không khỏi cảm thấy ghê tởm. Em biết chị không hề thích công việc này, tại sao chị cứ phải gượng ép bản thân mình cơ chứ? Người lên tiếng là Nhan Y, cô ấy đưa thêm số tiền khiến cho Băng Chi có chút vui mừng. Không cần, có tiền là được rồi. Hà Băng Chi là một người rất ngay thẳng và có lòng tự trọng rất cao. Nếu không phải là gia đình cô gặp chuyện thì cô sẽ không bao giờ bước chân vào cái nơi dơ bẩn như thế này, cũng không bao giờ lấy lòng bọn đàn ông đáng khinh nhờn kia. Băng Chi lên chuyến xe buýt cuối cùng lúc 8 giờ tối để về cái nơi được gọi là nhà kia. Trong lòng cô có chút lạnh lẽo. Âm thanh ném đồ vang lên rất lớn ở bên trong, làm cho trái tim cô đập rất mạnh. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một mảnh thủy tinh bay vào, rồi ghim vào cánh tay của cô, khiến cho thứ chất lỏng màu đỏ rơi xuống nền nhà.
Đây là con gái của mày sao? Cô nhìn thấy bọn xã hội đen xuất hiện, bọn chúng cũng nhìn thấy cô, ánh mắt không khỏi dâng lên vẻ thèm muốn. Băng Chi thấy bọn chúng đang trói ba của mình vào thành giường, trên người họ đầy vết thương tích do những mảnh sắc vụn để lại. Bao nhiêu tiền? 50 triệu. Cô lấy trong túi ra tấm thẻ mà Nam Phong đưa cho và số tiền được thưởng thêm, tất cả đều đưa cho bọn chúng. Đây là 15 triệu, số còn lại tôi sẽ trả sau. Được, mày mà không trả thì cứ xác định là nhận xác của bọn chúng đi. Bọn người xã hội đen lấy được tiền thì đi mất. Cô mới có can đảm tháo dây trói cho ba, mặt không có một chút cảm xúc nào. Mẹ nó chứ, sao bây giờ mày mới về chứ? Thoát khỏi dây trói, Hà Kỳ đưa chân đạp mạnh con gái vào tường, tay chạm vào mảnh thủy tinh ở dưới sàn, lại rước thêm một đường dài. Mẹ tôi đâu rồi? Con đàn bà điên đó ở đâu thì làm sao mà tao biết được? Hà Băng Chi mặc kệ vết thương, chạy nhanh ra bên ngoài, luôn miệng gọi mẹ. Tiếng gọi đầy đau đớn nhưng mà chẳng có ai trả lời. Đây chính là cuộc sống hàng ngày của Hà Băng Chi. Cô trả nợ cho người cha bài bạc, luôn luôn đánh chửi mẹ con cô, đến mức bà không thể nào chịu nổi, liền chạy loạn ra bên ngoài. Băng Chi. Nghe tiếng gọi, cô ngẩng khuôn mặt đầy nước lên, thoáng thấy bóng dáng của mẹ, đang định ôm cô vào trong lòng. Mẹ đi đâu vậy chứ? Mẹ có biết là con lo lắng thế nào không? Băng Chi nghẹn ngào trách móc mẹ cô, nhìn bao nhiêu vết thương chồng chất trên người bà mà cô xót xa vô cùng. Cô không biết phải làm gì mới có thể bảo vệ cho mẹ cô nữa. Dường như không chịu nổi, mẹ cô ngất đi trong lòng, làm cho cô bàng hoàng. Cô nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Cô lau sạch nước mắt, không muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân mình. Cô muốn bản thân phải hoàn hảo nhất trong mắt của mọi người. Mời người nhà bệnh nhân giường số 55 đóng tiền viện phí. Trong túi cô bây giờ không còn một đồng nào cả. Cô vừa trả hết nợ cho ba rồi. Tôi có thể gọi điện một chút được không? Nghe cô nói như vậy, vị bác sĩ nhìn cô gật đầu. Cô nhanh chóng gọi điện cho Nhan Y. Em còn tiền không, Nhan Y? Em không còn đâu. Em vừa mua chiếc túi hết vài triệu rồi. Mà có chuyện gì sao? Băng Chi càng trở nên sốt ruột hơn bao giờ hết. Cô chợt nhớ đến Hàn Nam Phong, người đàn ông vẫn còn ở trong quán bar. Em có thể chuyển máy cho Hàn Nam Phong được không? Cũng được, chờ em một chút. Nhàn Y giữ điện thoại, đến chỗ của Nam Phong đang ngồi, đưa máy cho anh ta. Hàn Thiếu, chị Hứa Anh muốn gặp anh đấy. Hứa Anh chính là biệt danh mà cô sử dụng khi cô làm việc trong quán bar. Hàn Nam Phong hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận điện thoại, giọng điệu có chút mỉa mai. Sao thế? Hối hận rồi sao, bảo bối? Hà Băng Chi bình tĩnh hơi thở, giọng điệu trở nên quyến rũ, giống như khi ở bên cạnh người đàn ông đó. Anh yêu, em có thích một chiếc túi, nhưng mà em... Không phải anh vừa đưa cho em 10 triệu rồi sao? Chiếc túi đó tận 40 triệu cơ, cho nên nó vẫn còn thiếu. Em đòi hỏi hơi nhiều rồi đấy. Hàn Nam Phong không phải là thiếu chút tiền còn con đó, mà là không ngờ chuyện quan trọng cô nói lại chính là chuyện đi mua túi. Người ta biết anh thương người ta mà. Còn nếu như phiền anh thì thôi, em đành nhìn người khác có chiếc túi đó rồi ao ước. Thôi được, để anh chuyển khoản cho em. Băng Chi nhận được tiền do Nhược Y chuyển sang, trong lòng có chút vui sướng, lập tức ra thanh toán tiền viện phí. Đúng lúc này, một vị bác sĩ trẻ thấy tay cô có vết thương đang chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ thì tỏ ý muốn giúp đỡ. Cô chảy máu rồi đấy. Thế nhưng Băng Chi đã thẳng thừng từ chối. Không cần đâu, tôi có thể tự mình xử lý được. Cô định rời đi đã bị nắm tay ngược trở lại. Vết thương như vậy được xử lý miễn phí. Cuối cùng cô gật đầu đi theo vị bác sĩ trẻ vào trong phòng. Cô tên là gì? Giai Kỳ. Tôi là Vương Đình Quân. Mà tại sao cô lại bị thương nặng như vậy chứ? Anh hỏi nhiều quá rồi. Vết thương được sát khuẩn xong xuôi, cô rời đi, để lại Vương Đình Quân có chút ý cười nhìn theo bóng lưng của cô. Vừa về đến phòng, bác sĩ đã nói với cô. Cô là người nhà của bệnh nhân giường 55 đúng không? Đúng vậy, mẹ tôi thế nào rồi? Mẹ cô bị thương ngoài da, không có vấn đề gì,
nhưng mà tôi phát hiện ra mẹ cô có một khối u rất lớn ở trong não. Có nhầm lẫn gì không? Mẹ tôi làm sao có thể... Bằng Trì đứng không vững, cố gắng hỏi lại một lần nữa. Nếu cô không tin tưởng thì có thể đưa mẹ cô đến bệnh viện khác để kiểm tra. Vậy chi phí cần khoảng bao nhiêu tiền? Nếu như tính cả tiền phẫu thuật, tiền thuốc men, dinh dưỡng và cả chi phí phát sinh thì khoảng gần 1 tỷ. Tôi nghĩ cô nên điều trị càng sớm càng tốt. Cô gật đầu, mệt mỏi dựa vào hàng ghế dài ở trên bệnh viện. 1 tỷ có phải là 100.000 đâu. Cô biết đi đâu mà tìm kiếm số tiền lớn như vậy cơ chứ? Mẹ cô đang ở đây sao? Cô đang ngồi đó thì có giọng nói vang lên. Là Vương Đình Quân xuất hiện. Anh ta tiến tới ngồi bên cạnh Băng Chi, làm cho cô có chút giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn từ nãy đến giờ. Sao anh lại ở đây? Đây là bệnh viện của gia đình tôi. Tôi là viện trưởng, không ở đây thì ở đâu chứ? Mặt cô giống như sáng lên đôi chút. Cô e dè lên tiếng hỏi. Chi phí để điều trị khối u trong não như thế nào vậy? Gần 1 tỷ đấy. Vậy là bác sĩ không lừa cô rồi. Chi phí tại sao có thể đắt đỏ đến như vậy chứ? Tôi sẽ giảm cho cô một nửa nếu cô giúp tôi một việc. Tất nhiên là được rồi. Cô không một chút do dự đồng ý. Bất kể chuyện gì cô cũng chấp nhận đánh đổi, kể cả việc được xem là hèn hạ nhất. Cô hãy cùng tôi đi dự một bữa tiệc. Sao cơ? Vậy cô nghĩ tôi muốn cô làm gì nào? Anh tiến sát lại gần cô, giọng điệu trở nên lẳng lơ. Cô đang nghĩ cái gì trong đầu thế? Cô đẩy anh ra, trả lời rõ ràng, rành mạch. Đi dự một buổi tiệc mà được tận 500 thì đúng là quá hời rồi. Anh cười, nhìn khuôn mặt đáng yêu kia thì vui vẻ lên rất nhiều, tự dưng lại làm cho anh dễ chịu. Kèm theo đó là mùi hương trên người cô mà không có một loại nước hoa nào có thể so sánh. Tôi có chút việc nên đi trước đây. Bằng Trì vui vẻ gật đầu. Nếu số tiền chỉ còn lại 1/2 thì cô dễ kiếm rồi. Cô chỉ cần tiếp thêm nhiều vị khách thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó cả thôi. Hà Bằng Trì ở trong bệnh viện chăm sóc cho mẹ đến gần sáng. Cô nhớ ra còn việc ở cửa hàng tiện lợi nên nhanh chóng thu xếp đến đó. Hôm qua em ngủ không ngon giấc sao, Băng Chi? Nhìn mắt em cứ giống như là con gấu trúc. Bà chủ vừa nhìn thấy cô xuất hiện với gương mặt phờ phạc, khác hoàn toàn bộ dáng tươi tắn hàng ngày thì có chút lo lắng lên tiếng hỏi thăm. Em không sao, em ổn mà chị. Cô trang điểm nhẹ nhàng để có thể che đi khuôn mặt mệt mỏi, rồi bắt đầu ngày mới với tinh thần mới. Đúng lúc này điện thoại vang lên tiếng chuông. Là anh đây, tiểu bảo bối. Giọng nói đó, cô biết chính xác là ai rồi. Cô lại phải diễn giọng nói ngọt ngào trở lại rồi. Anh yêu à, sao anh lại gọi điện cho em? Tối nay anh sẽ đến. Vậy sao? Đáng tiếc quá, hôm nay em lại không làm việc rồi, mà sẽ có một tiểu mỹ nữ khác phục vụ cho anh. Hà Bằng Trì xin nghỉ 1 tuần để chăm sóc cho mẹ, đồng thời để cho vết thương khá lên một chút, cô mới có thể quay trở về làm việc như bình thường. Sao thế? À, người ta có chút việc riêng thôi. Với cả gặp em nhiều quá, anh thấy chán thì sao nào? Hẳn Nam Phong cười lớn ở trong điện thoại, cũng không mảy may nghi ngờ điều gì. Nhớ lưu số của anh đấy. Nếu thiếu tiền mua sắm thì cứ nói với anh. Em biết rồi, yêu anh nhất. Bằng Trì tắt máy, tự cảm thấy người vừa nói chuyện với anh hoàn toàn không phải là cô, nghĩ đến mà cảm thấy gớm. Cô chỉ vừa vào quán bar làm việc có mấy tháng thì đã vô tình gặp Hàn Nam Phong. Nhận biết được người đàn ông này là người có rất nhiều tiền, gia thế cũng rất lớn. Cô quyết định sẽ là người hầu hạ anh ta mỗi khi anh ta ghé đến quán bar. Mối quan hệ của hai người chỉ đơn giản là vì tiền. Cô sẵn sàng làm cho anh ta cảm thấy hài lòng, miễn sao anh ta chịu chi cho cô một số tiền kha khá là được. Dần dần thì cả hai người ở bên cạnh nhau cũng được hơn 1 tháng, mà đến tận bây giờ cô mới biết số điện thoại của anh ta. Còn đang suy nghĩ vu vơ đã có người gọi cô. Này này, cô có định bán hàng không đấy? Bằng Chi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Vương Đình Quân ở trước mặt. Trông anh hôm nay giống chàng trai trẻ hơn là hình ảnh vị bác sĩ khô khốc hàng ngày. Anh cần gì? Không cái gì cả. Người đàn ông vẫn cười tươi, nhìn mặt cô, không một chút nào cảm xúc,
Quả thật là cô không biết đùa, và bây giờ cô đang rất mệt mỏi. Không cần gì thì đừng làm phiền tôi. Bằng Chi bỏ ra chỗ khác để có thể sắp xếp hàng hóa vừa được vận chuyển vào đúng vị trí của nó. Vương Đình Quân cũng đi theo cô. Anh có thể bớt phiền phức đi, được không? Tôi muốn nói với cô về buổi dạ tiệc. Thôi được rồi. Cuối cùng cô cũng đành ngồi ra chiếc bàn gần đó, chống cằm nhìn người đàn ông vẻ mặt ngán ngẩm. Tối mai tôi sẽ ở đây đón cô. Vậy tôi cần phải chuẩn bị những gì thế? Không cần, tôi sẽ lo liệu hết cho cô. Cô gật đầu đồng ý, rồi đứng dậy tiếp vài vị khách vừa vào trong cửa hàng. Cô cũng có chút hồi hộp khi mà được tham dự buổi dạ tiệc như thế này. Giang Bắc Minh đến tập đoàn Hàn Thị để bàn hợp đồng, nhìn vẻ mặt của Hàn Nam Phong có chút đăm chiêu, giống như đang suy nghĩ một điều gì đó. Sao thế? Nhớ em gái nào rồi à? Điên sao mà nhớ? Giang Bắc Minh cười trừ. Cũng đúng thôi, mỹ nữ Hứa Anh ở trong quán bar chỉ là vui chơi qua đường. Hàn Nam Phong còn có một vị hôn thê xinh đẹp ở nước ngoài, Hà An, bảo tớ rằng khoảng 2 tháng nữa cô ấy sẽ về nước đấy. Cái gì cơ? Hàn Nam Phong nghe như vậy thì bật ngồi dậy. Tại sao cô ấy lại không nói cho anh biết trước mà cô ấy về nước sớm như vậy, thì chuỗi ngày ăn chơi trác tán của anh sắp tàn đến nơi rồi. Vậy là từ nay chúng tôi đi ba sẽ thiếu cậu rồi, Hàn Nam Phong. Im miệng đi. Hà An đúng chuẩn là một thiên kim tiểu thư danh giá. Đối với người ngoài, cô ấy vừa có sắc, vừa có tài, lại nhu mì, hiền thục. Nhưng khi ở bên cạnh hội bạn của Hàn Nam Phong, cô thay đổi hoàn toàn. Có ý định độc chiếm người đàn ông này khá cao, chắc là giống như mẹ của mình độc chiếm ba mình. Dạo này cậu có gặp Vương Đình Quân không? Không gặp. Mỗi lần gọi là lại nói bận rộn công việc trong bệnh viện. Gia đình có nguyên tập đoàn đa quốc gia để thừa kế thì không thích, mà cứ lao đầu làm việc trong bệnh viện, khỉ ho cò gáy để làm cái gì không biết. Vừa dứt lời trách móc, Giang Bắc Minh ném hợp đồng lên bàn cho Hàn Nam Phong, vẫn giọng điệu cũ mỗi khi mà đến đây. Ký đi, nhà tôi còn nhiều việc lắm. Hàn Nam Phong không thèm nhìn, ký đại một cái, rồi xua tay đuổi cậu bạn thân của mình về. Nhìn này, Vương Đình Quân gọi cho tôi đấy. Giang Bắc Minh liền nghe máy, chắc là có chuyện gì quan trọng rồi đây. Anh ta mở loa ngoài cho cả Nam Phong có thể nghe thấy. Ngày mai nhà tôi có tiệc đấy, nhớ đến nha. Vương Đình Quân kiệm lời đến mức chỉ nói vẻn vẹn có một câu, tuy là lời mời nhưng mà qua miệng của anh giống như là ra lệnh cho người khác. Mẹ nó chứ, không hiểu sao tôi có thể làm bạn với cậu ta cho được. Tính cậu ta xưa nay đã như vậy rồi mà, kệ đi. Mà cậu lại đi một mình nữa sao? Có lẽ là như vậy rồi. Giang Bắc Minh gật gù, năm nào cũng đi một mình. Hàn Nam Phong không cảm thấy cô đơn sao? Chi bằng cứ đi cùng với một người mẫu nổi tiếng nào đó, giống như Giang Bắc Minh, không phải là tốt hơn à? Vậy tôi đi gặp mỹ nữ đây, chào nha. Hàn Nam Phong thấy người đi rồi thì lại tiếp tục rơi vào trong khoảng không suy nghĩ. Hay là anh thử mời Hứa Anh đi cùng với mình? Nhưng thân phận của cô là một kỹ nữ, nếu mà để cho bị đồn thổi ra ngoài thì chắc chắn mọi chuyện sẽ vô cùng kinh khủng. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, anh lại không thể nào kìm lòng mà gọi cho cô. Em yêu, hôm nay anh làm sao thế? Gọi cho em tận 2 cuộc rồi đấy. Đương nhiên là anh nhớ giọng em, muốn nghe giọng em rồi. Vậy em sẽ nói cho anh nghe nhé. Chỉ cần anh yêu chuyển cho em tiền, mua chút mỹ phẩm là em vui rồi. Cũng được, bảo bối. Hà Băng Chi tắt máy, liền thấy trong tài khoản có thêm 10 triệu nữa, trong lòng dâng lên một chút vui sướng. Đúng lúc này lại có giọng nói của người đàn ông vang lên. Có chuyện gì mà vui vẻ thế? Vương Đình Quân vừa đi chọn vài món đồ quay trở lại, nhìn thấy khuôn mặt cô vui vẻ hẳn lên. Tôi vừa nhận được tiền đấy. Của ai? Cô suy nghĩ, sau đó thì nói đại ra. Bạn bè lúc trước thiếu tiền thôi. Vương Đình Quân gật đầu, đặt đồ vào cho cô tính tiền, chuẩn bị ra về, không quên dặn dò kỹ càng. Nhớ đó, Giai Kỳ, tối mai tôi sẽ đến đón cô. Tôi biết rồi. Bà chủ của cô nghe thấy cuộc nói chuyện thì có chút kỳ lạ, tiến về phía cô lên tiếng hỏi. Này này, em là Băng Chi cơ mà, sao cậu ta lại gọi em là Giai Kỳ?
À, đó là mật xanh của em thôi, chị. Cô nói dối một cách trắng trợn, bởi vì nói dối là thứ mà cô giỏi nhất từ trước đến nay. Mà hôm nay em xin về sớm một chút chị nha. Có chuyện gì thế? Mẹ em đang ốm ạ. Ừ, thế thì em về đi. Đúng như cô nói, chưa đầy 6 giờ cô đã về nhà. Vừa bước chân vào trong, chị ngửi thấy toàn mùi rượu. Cô cũng chẳng có gì lạ lẫm, ngày nào mà chẳng như vậy cơ chứ. Đưa tiền đây cho tao, nhanh lên. Lão Hà Kỳ hùng hùng hổ hổ tiến về phía của cô, đưa tay tát con gái một cái thật mạnh, làm cho khuôn mặt nhỏ của Băng Chi có chút sưng đến đau đớn. Tôi đã vừa trả nợ cho ông hết tiền rồi, lấy đâu ra tiền mà đưa ông cơ chứ? Tao đếch quan tâm loại con hoang như mày, nhiệm vụ của mày là đưa tiền cho tao. Lão Hà Kỳ nói xong thì tiến đến phía giường lảo đảo rồi nằm xuống. Ông ta chính là như vậy, mỗi khi say đều hành hạ mẹ con cô không một chút nào thương tiếc. Băng Chi xoa xoa một bên má đau đớn, tiến về phía bếp nấu chút cháo cho mẹ cô. Cô không trách số phận của mình tại sao lại nghiệt ngã đến mức như vậy. Cô chỉ cảm thấy có chút tủi thân khi mà phải một mình cô chống chọi với tất cả mọi thứ xung quanh. Hạ Băng Chi bắt một chuyến xe buýt đến bệnh viện. Dù sao thì tiền đi xe buýt cũng rẻ hơn là đi xe taxi. Cô tiết kiệm được càng nhiều thì càng tốt. Cô đến rồi đấy à? Cô hướng mắt lên về phía giọng nói vừa phát ra thì nhìn thấy Vương Đình Quân nói chuyện cùng với mẹ cô. Trông bà có vẻ rất vui. Mẹ, mẹ tỉnh dậy từ khi nào thế? Cô đặt phần cháo trên bàn, tiến đến ngồi bên cạnh Vương Đình Quân. Mẹ vừa tỉnh ban nãy thôi. May sao có cậu bác sĩ này ở đây nên mẹ nói chuyện cùng cậu ấy cho đỡ buồn chán. Vương Đình Quân quay sang nói với cô. Cô ở đây cùng bác ấy đi, tôi có chút chuyện trong bệnh viện phải giải quyết rồi. Băng Chi gật đầu, mẹ cô thấy anh rồi đi, nắm chặt lấy tay của cô lại, giọng nói trở nên nhẹ nhàng. Mẹ thấy cậu ấy là người tốt đấy, con à. Dạ vâng, nhưng mà con với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Băng Chi nhìn sự thất vọng lộ rõ ra trên gương mặt của mẹ cô. Mỗi khi mà nhìn thấy có anh chàng nào tốt một chút là bà lập tức muốn gả cô đi. Mẹ ăn chút cháo nha, con vừa nấu vẫn còn nóng đấy. Mà con lấy chi phí phẫu thuật cho mẹ ở đâu ra thế? Băng Chi đứng hình, cô không định nói cho mẹ biết vì sợ bà lo lắng. Chẳng lẽ Vương Đình Quân là người đã nói ra hay sao chứ? Mẹ, con có lương mà, mẹ cứ yên tâm. Lương của con 3 cọc 3 đồng, làm sao mà đủ để mà trả tiền phẫu thuật, rồi lại còn trả nợ cho ba con chứ? Giọng nói của mẹ cô có chút giận dữ. Bà là người rất khó tính nhưng cũng thiện lành. Bà ghét nhất là loại người đi cửa sau, dùng bất kỳ thủ đoạn nào để mà có tiền. Bạn bè con cũng nhiều lắm. Hơn nữa, bà chủ nơi con làm việc cũng rất thương con, nên mỗi tháng đều cho con thêm chút tiền. Tốt nhất là con đừng nói dối mẹ. Cô xả vào trong lòng bà, ôm chầm lấy mẹ. Hơi ấm của mẹ làm cho cô muốn bật khóc và nói rằng cô thực sự rất mệt mỏi. Làm sao mà con có thể nói dối mẹ được? Con vất vả rồi, Băng Chi. Cô rời khỏi người của mẹ, nhìn bà ăn hết bát cháo, rồi đắp lại chăn để cho mẹ được nghỉ ngơi. Bản thân đến cửa hàng tiện lợi để làm việc như bình thường. Vương Đình Quân thấy cô ra khỏi phòng bệnh thì vẫy tay về phía của cô. Cô có muốn đến cửa hàng không? Tôi tiện đường đưa cô đi cùng đấy. Dĩ nhiên là Băng Chi sẽ không do dự mà đồng ý rồi. Sao cô không ngồi ghế phó lái đi? Tôi không thích. Cô là người cực kỳ hướng nội, lúc nào cũng để ý đến tất cả mọi thứ, cho dù có liên quan đến bản thân mình hay không. Ghế phó lái thường chỉ dành cho những người thực sự quan trọng với chủ nhân của chiếc xe hay những người cao quý, mà cô thì không xứng đáng. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi, giai kỳ? Anh không biết hỏi tuổi tác của phụ nữ là một điều rất mất lịch sự sao? Vương Đình Quân á khẩu cười trừ. Anh biết cô là người khó gần, lạnh như tảng băng, nhưng không ngờ lại còn có dáng vẻ khó chịu làm cho người ta xa cách như vậy. Đến nơi rồi đấy. Cô mở cửa ra đi thẳng vào bên trong mà không thèm nhìn lại người đàn ông, khiến anh cau mày gọi lớn. Cô không biết đường cảm ơn sao? Là anh mời tôi chứ tôi đâu có nhờ vả anh đâu mà đòi cảm ơn cơ chứ. Thôi được rồi, tối nay cô nhớ là tôi sẽ đến đón cô đấy. Tôi nhớ rồi.
Vương Đình Quân nhìn bóng lưng của cô rồi đi, lái xe đến tập đoàn V. Anh nghe nói Hàn Nam Phong, Mộ Chiến Bắc và cả Giang Bắc Minh đang ngồi đó để bàn dự án có quy mô toàn cầu. Vương thiếu gia, Hàn thiếu, Mộ thiếu và Giang thiếu đang chờ ngài ở trong phòng rồi. Nghe nhân viên nói như vậy, Vương Đình Quân gật đầu đi đến phòng làm việc của mình. Vừa mở cửa ra đã thấy Hàn Nam Phong đang gác chân ở trên bàn, Mộ Chiến Bắc xem sách xong thì vứt thẳng xuống đất. Giang Bắc Minh lôi hết đống thành tích của anh ra, ngồi mò mẫm, làm cho Vương Đình Quân đen mặt. Mấy người làm trò gì trong phòng làm việc của tôi thế này? Giang Bắc Minh ngẩng đầu lên, cười cười nhìn Hàn Nam Phong. Vương Đình Quân nói với tôi tận hai câu đấy. Mộ Chiến Bắc tiến tới vỗ vai của Vương Đình Quân an ủi, liền bị anh gạt phăng ra. Vệ sĩ đâu? Lôi bọn người này ra ngoài đi. Vệ sĩ tiến vào, ngơ ngơ ngác ngác, nhìn mấy vị thiếu gia không dám động thủ, sợ rằng sẽ không bảo toàn tính mạng. Các người không nghe thấy tôi nói gì sao? Hàn Nam Phong chủ động đứng dậy, đưa hồ sơ cho Vương Đình Quân, nghiêm túc một lần trong đời mà nói. Đây là dự án phía đông, tôi tặng cậu để bày tỏ lòng xin lỗi của chúng tôi. Khuôn mặt của Vương Đình Quân liền bớt giận, cầm lấy rồi xem sơ qua. Dù sao thì đây cũng là một dự án vô cùng lớn, có giá hàng tỷ đô, xem như là bọn họ biết điều rồi. Dọn dẹp một chút đi. Vệ sĩ nhận lệnh liền ra sức dọn dẹp văn phòng y như mới, cúi đầu ra ngoài để không gian riêng tư cho bọn họ. Nói đi, đến đây là có chuyện gì? Vương Đình Quân thừa biết bọn họ không rảnh rỗi đến mức chỉ đến đây để mà phá tung văn phòng làm việc của anh lên, chắc chắn là có ý đồ gì đó. Thì đến thăm cậu thôi, lâu rồi không thấy Vương thiếu gia. Vương Đình Quân đen mặt nhìn Giang Bắc Minh cười đùa, nhanh tay cầm quyển sách nhắm thẳng vào mặt anh ta mà ném rất mạnh. May sao Giang Bắc Minh phản ứng nhanh, nếu không thì chắc chắn đã bị hủy dung rồi. Tôi nhớ ba mẹ cậu nghiêm túc lắm, mà tại sao nhìn cậu cứ giống như thằng dở hơi thế nhỉ? Giang Bắc Minh dừng cười, ngồi im nhìn hai người còn lại. Thôi được rồi, đừng đùa nữa, Z đã bắt đầu hành động rồi đấy. Mộ Chiến Bắc là người lên tiếng trước, nhìn vẻ mặt có chút ngạc nhiên của bọn họ. Có thể nói Z là một tổ chức rất lớn, gồm rất nhiều thành viên bí mật và không tầm thường. Mỗi thành viên của Z sẽ có một ký hiệu riêng mà bằng mắt thường không thể nào nhìn thấy. Z không phải tập đoàn kinh doanh gì cả. Số tiền bọn họ có được là nhờ việc phá hủy tất cả mọi thứ, lấy mạng người không chớp mắt và không để lại bất kỳ dấu vết gì, làm cho bên cảnh sát cũng phải đau đầu nhức óc. Còn rất nhiều bí mật kinh hoàng khác mà không phải là tất cả mọi người đều biết về bọn chúng, và kể cả đám công tử này cũng không biết. Hôm qua, tập đoàn kim cương lớn nhất nước của lão Lưu Chiến không biết nguyên nhân gì đã sụp đổ hoàn toàn, lão ta cũng biến mất không dấu vết rồi. Vương Đình Quân không hiểu lắm, một tập đoàn sụp đổ có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau, chỉ đâu nhất thiết chuyện này hoàn toàn là do Z, như những gì mà Mộ Chiến Bắc vừa nói. Sao cậu biết chuyện này là do Z làm chứ? Hàn Nam Phong lên tiếng trả lời cho thắc mắc của Vương Đình Quân. Suốt ngày trong bệnh viện đúng là không biết cái gì cả. Khi mà Z phá hủy hay lấy mạng một ai đó thì sẽ để lại một lá bài có biểu tượng là A Cơ, hay còn gọi tên khác là Z. Giang Bắc Minh nhìn mặt của bạn họ có vẻ căng thẳng, liền lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí nặng nề. Cậu ta suốt ngày chui đầu ở trong bệnh viện, không biết gì là đúng rồi. Chắc là có cô nàng nào đó làm cho Vương thiếu gia của chúng ta lưu tâm mãi không rời được đây mà. Vương Đình Quân liền nghĩ ngay đến Hà Băng Chi. Anh lạnh nhạt mà trả lời. Đúng vậy, cô ấy tên là Giai Kỳ. Sao cậu không giới thiệu cho chúng tôi biết chứ? Tối nay các cậu sẽ được gặp cô ấy trong buổi tiệc thôi. Vương Đình Quân nhìn Giang Bắc Minh đang cười gian tà hướng về phía của Hàn Nam Phong. Vậy là ai cũng có đôi có cặp rồi, chỉ có Hàn thiếu gia Đào Hoa là chưa có ai đi cùng thôi. Hàn Nam Phong thật sự là muốn cầm súng lấy mạng cái tên Giang Bắc Minh này. Dở hơi không khác gì Vương Đình Quân, chỉ khiến cho người ta khó chịu là giỏi thôi. Hàn Nam Phong lập tức gọi điện cho Hoa hậu đang nổi nhất bấy giờ, mục đích là để cho Giang Bắc Minh ngậm mồm chó lại. Adela, tối nay anh sẽ đến đón em.
Không cần phải gượng ép như vậy chứ. Tôi biết là trong lòng cậu muốn mời Hứa Anh đi cùng cơ mà. Vương Đình Quân biết Adela, nhưng mà không biết Hứa Anh Giang Bắc Minh vừa nói là ai, cho nên lên tiếng hỏi. Hứa Anh là cô gái nào thế? Là mỹ nữ nổi tiếng nhất trong quán bar lớn nhất của thành phố, suốt ngày bán lấy Hàn Nam Phong để xin tiền đấy. Vương Đình Quân đương nhiên rất ghét những nơi trụy lạc như quán bar, và đặc biệt là loại phụ nữ thủ đoạn hám tiền. Thế Hà An đâu? Hà An mà biết là cậu đi đời luôn đấy nhá. Trước đây thôi, chứ bây giờ cô ấy chẳng quan tâm đâu. Dù sao thì sau này cô ấy cũng sẽ là vợ tôi mà. Hàn Nam Phong được hứa hôn với Hà An là do phu nhân hai bên có mối quan hệ thân thiết với nhau. Bà Hạ Ly chơi thân với bà Mai Nhi. Dù sao thì đối với anh, hôn nhân cũng chẳng quan trọng, nên việc cưới ai cũng giống nhau mà thôi. Đúng 4 giờ chiều, Vương Đình Quân âu phục chỉnh tề, chuẩn phong thái của một vị thiếu gia nổi tiếng, lái chiếc xe sang trọng, số lượng có giới hạn, đậu ngay trước cửa hàng tiện lợi. Nhưng mà lạ thay, Bằng Trì không đứng ở trước cửa đợi anh, làm cho anh có chút lo lắng, vội vàng đi vào bên trong. Giai Kỳ, Giai Kỳ. Bằng Trì đang tính tiền cho một người khác ở đó, ngước mắt lên nhìn Vương Đình Quân. Sao cô không đứng bên ngoài chờ tôi chứ? Bằng Trì không vội vàng trả lời anh. Cô cảm ơn vị khách, liền xếp tiền vào trong chỗ cũ, dọn dẹp đống đồ trên bàn, xong xuôi đâu vào đó mới để ý đến Vương Đình Quân. Anh bảo tôi 6 giờ cơ mà. Thì cô phải chuẩn bị từ bây giờ, 6 giờ mới có thể xuất phát được chứ. Vương Đình Quân chán nản nhìn cô. Không biết cô đang giả vờ hay là do bản tính bất cần đời đã quen rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Cô nói chuyện một chút với bà chủ rồi đi ra ngoài theo ý của Vương Đình Quân. Như thói quen cũ, cô vẫn ngồi ở hàng ghế sau. Đúng là hết nói nổi cô rồi. Anh không hiểu sao lại để ý đến một cô gái vô tâm, bất cần như vậy. Chắc là anh có vấn đề về tâm lý thật rồi. Bỏ qua chuyện đó, anh lái xe đến trung tâm trang điểm và làm đẹp lớn nhất của thành phố, được giới thượng lưu ưa chuộng. Vương Đình Quân định mở cửa cho cô, nhưng mà không ngờ cô đã ra ngoài trước, làm cho anh bị hụt hẫng. Dẫn đường đi. Hà Bằng Trì lần đầu tiên được đến những nơi sang trọng như thế này, nhưng cô không tỏ ra là bất ngờ, giống như những cô gái bình thường khác, làm cho người đàn ông cảm thấy vô cùng thú vị. Cô nhớ đi sát bên cạnh tôi đấy. Bằng Trì đi theo anh đến một cửa hàng trong khu trung tâm rộng lớn. Vừa nhìn thấy Vương Đình Quân xuất hiện, đã có một người đàn ông trung niên ra chào đón rất nồng nhiệt. Cậu chủ Vương, đại giá quang lâm. Người đàn ông đó thường được gọi là Úy, là chủ nhân của cửa hàng thời trang có tiếng nhất trong trung tâm này. Vị tiểu thư này nên xưng hô thế nào đây? Vương Đình Quân nhìn Băng Chi có vẻ không có ý định trả lời, tâm tư có chút không quan tâm lắm, anh đành trả lời thay. Cô ấy là Giai Kỳ, người sẽ cùng tôi tham dự bữa tiệc tối nay, phiền ông rồi. Người đàn ông không nhìn Băng Chi, cười rạng rỡ gật đầu rồi mời cô đi theo mình. Băng Chi theo lời chỉ dẫn của bọn họ, chỉ cần ngồi yên cho bọn họ trang điểm làm tóc, còn đi cho cô một bộ sưu tập trang phục đắt tiền để cô lựa chọn. Cô lật vài trang đầu không có ấn tượng gì lắm, bởi vì đa phần bọn chúng đều được thiết kế kín đáo, giống như mấy vị tiểu thư thời xưa. Bản thân cô từng làm trong quán bar và có nghe một vài người đàn ông kể về những bữa tiệc nguy nga tráng lệ, đi cùng với các kiều nữ xinh đẹp và trang phục không mấy kín đáo. Theo lối suy nghĩ của cô, chắc là mặc trang phục hở hang sẽ đem lại niềm tự hào cho bạn đồng hành của mình. Mà Vương Đình Quân lại là người có ơn với cô, nên cô quyết định chọn trang phục táo bạo nhất, có điều không kém phần sang trọng và thanh lịch. Tôi muốn cái này. Nhà thiết kế nhìn sự lựa chọn của cô, đáy mắt lộ rõ tia bất ngờ, nhưng mà cũng nhanh chóng được che giấu bằng một câu hỏi. Tôi không ngờ tiểu thư lại chọn thiết kế này. Tôi nghĩ cô sẽ chọn một thiết kế mang hương vị ngọt ngào của công chúa, như vậy thì sẽ phù hợp với cô hơn. Hà Băng Chi không biết nên khóc hay là nên cười nữa. Loại người nghèo hèn như cô mà cũng mang hương vị ngọt ngào công chúa sao? Nếu có thì chắc là công chúa thảm hại nhất rồi. Tôi so với công chúa thì vẫn thích trở thành yêu nữ hơn. Nhà thiết kế bất ngờ vì câu trả lời của cô gái trẻ. Quả thật người phụ nữ mà Vương Đình Quân đem đến
không phải là kẻ ham muốn tầm thường. Tỏ thái độ không quan tâm, nhưng khi thật sự để ý lại trở nên bén nhọn giống như con dao hai lưỡi. Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị cho cô thật tốt. Cô nhìn vào trong gương, phản chiếu hình ảnh hoa lệ của bản thân thì cười thầm. Không ngờ bản thân cô cũng có bộ dáng xinh đẹp, động lòng người đến như vậy. Tiếc thay số phận lại trêu ngươi. Cô đi dùng nhan sắc chết tiệt này để mà làm công việc hạ tiện, làm cho người ta kinh tởm. Tiểu thư là người xinh đẹp nhất mà tôi từng trang điểm cho đấy. Cô quay đầu nhìn cô gái vừa lên tiếng, đang cười cười bắt chuyện với cô. Nhưng cô vẫn như cũ, lựa chọn im lặng. Im lặng đến mức làm cho người đối diện cảm thấy chán ghét. Đừng bắt chuyện với vị tiểu thư này, người ta là do Vương Thiếu đích thân đưa đến đấy. Lời nói này tuy rằng nghe có vẻ rất bình thường, nhưng lọt vào trong tai của Băng Chi đã trở thành 8 phần mỉa mai, 2 phần khinh thường. Cô không nói gì, không phải là cô nhẫn nại để cho bọn họ trả đạp, nhưng cô không muốn phí lời với những người chỉ gặp có một lần trong đời, bọn họ không đem đến lợi ích gì cho cô cả. Dạ thưa cô, trang phục đã đến rồi. Băng Chi đứng dậy, cầm trang phục kiều diễm trên tay mà vào trong phòng thay đồ. Cô thuần thục đến nỗi chưa đầy 2 phút đã bước ra, khiến cho nhà thiết kế đứng nhìn không rời mắt. Trang phục này đúng là thiết kế dành cho riêng cô rồi. Cô đạt đủ chiều cao mà chiếc váy yêu cầu, vòng eo nhỏ vừa khít với phần thân váy. Phần trên xẻ hơi sâu, được đan lưới, như ẩn như hiện vòng một xinh đẹp. Tấm lưng trần trắng mịn lộ rõ với những sợi dây nối nhau, đặc biệt là màu đỏ của chiếc váy tôn lên làn da trắng ngọc ngà của Băng Chi. Đúng là đệ nhất mỹ nữ quán ba, hoàn toàn xứng đáng dành riêng cho Hà Băng Chi. Cô đi giày cao gót nhẹ nhàng bước ra mà không có một chút sự cố nào, đứng trước mặt của Vương Đình Quân đang nhắm mắt nghỉ ngơi, gọi anh. Này này. Anh đợi rất lâu muốn chợp mắt một chút nghe tiếng gọi của cô. Khi mở mắt ra đã nhìn thấy một mỹ nữ xinh đẹp đến mức làm cho người đàn ông đứng hình vài giây. Giai Kỳ sao? Là tôi. Vương Đình Quân giống như bị hớp hồn, đứng dậy đi đến bên cạnh cô. Dường như Băng Chi đã trở thành tâm điểm chú ý của cánh đàn ông nhà giàu vì sự xinh đẹp vượt bậc, làm cho Vương Đình Quân nhất thời có chút khó chịu, dặn dò vệ sĩ bảo vệ cho cô, che chắn mọi lúc mọi nơi. Anh sợ cô đi giày cao gót không quen, chẳng may sẽ bị ngã, nên lúc nào cũng theo sát để đỡ cô. Băng Chi thành thục hơn cả trong trí tưởng tượng của anh. Cô mạnh mẽ, không kém phần kiêu sa, sang trọng, giống như là một người được huấn luyện bài bản. Nếu không quen biết thì chắc chắn ai cũng nghĩ cô là danh môn khuê các nào đó. Tại sao tôi lại có cảm giác cô luôn luôn giấu tôi một chuyện gì đó nhỉ? Bước chân của Băng Chi chậm dần, cô vẫn trả lời câu hỏi làm cho cô không thoải mái đó, bởi vì người hỏi cô là ân nhân của cô mà. Tôi không có bổn phận phải kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện tôi đang trải qua, và cũng đừng ngu ngốc đến mức mà cho ai đó điều tra về tôi, nó sẽ làm cho anh bất ngờ đấy. Người đàn ông thấy thái độ khó chịu trên khuôn mặt của cô thì im lặng. Đây là người đầu tiên dám uy hiếp anh mà không mất mạng, ngay cả đám người Hàn Nam Phong cũng chưa từng được phép làm như vậy. Cô đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy. Giữa chúng ta chỉ đơn giản là một giao dịch. Tôi chỉ muốn biết người hợp tác với tôi là người thế nào mà thôi. Băng Chi biết người đàn ông này đang có ý đồ thăm dò mình, cho nên cô chọn biện pháp im lặng. Có lẽ cuộc sống của cô giờ đây chỉ gắn liền với những giao dịch và lợi nhuận mà cô kiếm được, ngoài ra thì chẳng còn ý nghĩa gì khác. Vương Đình Quân chuyên tâm lái xe đến nơi tổ chức buổi tiệc. Suốt quãng đường đi, hai người không hề nói với nhau một câu nào. Anh có cảm giác vừa nãy mình hơi nặng lời với cô, nhưng mà đó cũng là vì cô khiêu khích anh trước cơ mà. Băng Chi đưa mắt nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài. Có vẻ bởi vì đây là đường lớn cho nên có rất nhiều xe cộ qua lại. Ánh sáng từ đèn đường làm cho mắt cô càng thêm sáng hơn, giống như những vì tinh tú trên trời. Cô có cảm giác cô đơn đến lạ lùng. Nếu là ngày thường, cô sẽ bắt một chuyến xe buýt muộn để trở về nhà, sẽ lang thang trên con đường tối đen, đi mãi để có thể trở về ngôi nhà không một chút tình thương kia. Người ta hỏi cô không sợ sao? Đương nhiên là cô sợ chứ. Nhiều lúc chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cho cô sợ đến mức rơi nước mắt.
nhưng mà dần dần mọi sợ hãi đều thay thế bằng sự cô đơn. Cô đơn đến mức khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ. Băng Chi trầm tư và trong mớ suy nghĩ hỗn loạn mà không biết rằng đã đến buổi dạ hội rồi, cho đến khi Vương Đình Quân cất lời. Cô định ngồi đây luôn có đúng không? Băng Chi quay đầu nhìn anh, đặt tay mình lên tay của Vương Đình Quân để anh đỡ cô xuống. Cô hiểu chuyện, khoác lấy tay anh rồi bước trên thảm đỏ trước ánh nhìn của rất nhiều người. Vương Tổng, xin mời. Vương Đình Quân là khách mời cực kỳ quan trọng của buổi dạ hội lần này. Anh đang nắm trong tay toàn bộ dự án phía đông mà bất kỳ người nào có mặt ở đây đều muốn trở thành đối tác. Băng Chi nhìn ai cũng xa lạ, tay siết lại, làm cho người đàn ông cúi xuống nhìn xem cô có thực sự đang ổn không. Vương Tổng. Đúng lúc này, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, làm cho cả hai người cùng xoay đầu nhìn cô gái đang bước đến. Không ai khác chính là đại tiểu thư của Hồ gia, Hồ Vũ Nhan. Em là Vũ Nhan, Vương Tổng. Cô ta liếc mắt đưa tình nhìn Vương Đình Quân, cái nhìn vô cùng quyến rũ, nhưng mà nhìn sang Hà Băng Chi lại là ánh mắt hình viên đạn, không hơn không kém. Vị này là... Vương Đình Quân ôm vai cô dựa sát vào trong lồng ngực của mình. Băng Chi cũng diễn cùng anh. Cô đưa tay chạm lên người anh như cái cách mà cô từng làm với Hàn Nam Phong trong quán bar. Cô ấy là bạn gái của tôi. Lời khẳng định vô cùng đanh thép từ phía của Vương Đình Quân làm cho Hồ Vũ Nhan dường như đứng không vững. Cô ta cười trừ, không cam lòng nhìn về phía hai người. Dạ thưa ngài, Tam đại thiếu gia đang chờ ngài ở trên lầu. Vương Đình Quân gật đầu rồi ghé vào tai của Băng Chi dặn dò điều gì đó, sau đó mới theo vị quản lý vừa lên tiếng lên trên lầu gặp Tam đại thiếu gia. Vừa vào đến phòng VIP, Giang Bắc Minh đã nói: đến muộn phạt gấp đôi. Vương Đình Quân không nói gì, cầm hai ly rượu lên mà uống cạn sạch, bởi vì đây là giao ước của bốn người bọn họ đối với người đến muộn. Giang Bắc Minh cười cười nhìn Vương Đình Quân, không kìm được lòng mà buột miệng lên tiếng hỏi thẳng: tiểu mỹ nữ của cậu đâu rồi? Ở dưới sảnh. Có gì thì nói nhanh lên, tôi không yên tâm để cho cô ấy ở một mình đâu. Mộ Chiến Bắc hiểu ý, liền vào thẳng vấn đề, khiến cho tất cả mọi người lo lắng trong suốt nhiều ngày qua. Tôi nhận được tin Z sẽ xuất hiện trong buổi tiệc ngày hôm nay đấy. Hàn Nam Phong biết, cho nên anh đã cho người trà trộn vào chức vụ quản lý thiệp mời. Không phát hiện ra bất kỳ điều gì khả nghi, tất cả bọn họ đều xuất thân cao quý. Giang Bắc Minh là người phụ trách kiểm tra ID của các thành viên có mặt ở đây bằng công nghệ hiện đại nhất mà cũng chẳng có một chút tin tức nào của Z. Mộ Chiến Bắc đã bố trí người xung quanh nơi dạ hội, bất kỳ ai rời khỏi hay là có động tĩnh gì cũng đều phát hiện ra ngay. Nhưng bây giờ mới chỉ là đầu buổi tiệc, cho nên không có gì quá bất thường. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh ở trong phòng, làm cho Vương Đình Quân nhíu mày. Sau đó là âm thanh hớt hải của người phục vụ. Dạ, Hàn Thiếu, cô Adela đang đánh nhau với một vị tiểu thư nào đó. Hàn Nam Phong xoay nhẹ mi tâm, rồi đứng dậy bước đi, theo sau là ba người còn lại. Quả thật phụ nữ là đám người vô cùng phiền phức. Adela ném mạnh ly rượu xuống đất, làm phát ra âm thanh vô cùng lớn, mảnh vỡ bắn vào chân của Băng Chi, làm cho cô bị chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ, nhưng không nói một lời nào, lại càng khiến cho Adela tức giận hơn bao giờ hết, kéo theo đám đông vây xung quanh hai người. Phong! Adela vừa thấy Hàn Nam Phong xuất hiện thì dựa cả người vào cơ thể của người đàn ông, giọt nước mắt ủy khuất rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, làm cho nhiều người chưa biết thực hư câu chuyện ra sao đã vội vàng chửi rủa ở sau lưng của Băng Chi. Giai Kỳ, em thế nào rồi? Vương Đình Quân hớt hà hớt hải chạy tới để mà đỡ Băng Chi, bởi vì chân cô đã đau đến mức không thể nào trụ nổi, cô ngã nhào vào trong lồng ngực của anh. Hàn Nam Phong nhìn người phụ nữ có khuôn mặt y đúc Hứa Anh ở trong quán bar, liền nói lớn: Hứa Anh. Cả Giang Bắc Minh, Mộ Chiến Bắc đều nhận ra Băng Chi, nhưng mà cô dường như không hề quen biết ba người bạn họ. Anh phải làm chủ cho em đấy. Adela vẫn đang lên tiếng mà khóc lóc. Hàn Nam Phong đành lau nước mắt cho cô ta, dỗ dành cho cô ta không khóc nữa. Cô ta mắng em là đồ không biết xấu hổ. Em chỉ muốn làm quen với cô ấy thôi mà.
thậm chí cô ấy còn tát em. Bằng Trì vẫn yên lặng, càng đường nước cho cô ta bịa chuyện, những người khác lại càng thêm phần xì xào bàn tán. Vương Đình Quân liền lạnh giọng nhắc nhở Adela, làm cho cô ta run rẩy. Giai Kỳ, cô ấy sẽ không bao giờ tự nhiên mắng cô là đồ không biết xấu hổ, trừ khi cô đã làm gì cô ấy. Không phải đâu, em không làm gì cả. Phong, anh phải tin em. Adela lên tiếng, cô ta níu áo của Hàn Nam Phong, làm cho anh khó chịu, nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài mặt, vẫn đang chăm chú nhìn Băng Chi không rời. Cô tên là Hứa Anh, tại sao Vương Đình Quân lại gọi cô là Giai Kỳ? Một là anh nhầm, hai là cô đang giả vờ. Băng Chi vịn tay của Vương Đình Quân đứng dậy, bước đến trước mặt của Adela, làm cho cô ta rụt rè núp sau lưng của Hàn Nam Phong. Chuyện xảy ra thế nào, cô là người hiểu rõ nhất. Khí chất cao ngạo nhưng không kém phần thanh lịch của Băng Chi đã khiến cho cả hội trường xôn xao bàn tán rầm rộ. Liệu cô gái này thực sự là ai mà có thể sở hữu khí chất vương giả, ánh mắt sắc bén giống hệt như là người con gái đó? Để tôi đỡ em. Vương Đình Quân lấy áo khoác khoác thêm cho cô, bế cô trên tay, còn không quên nhắc nhở Hàn Nam Phong, quản lý người phụ nữ của cậu cho tốt đi. Vương Đình Quân đặt cô vào trong xe, lấy đồ nghề có sẵn băng bó tạm thời vết thương cho cô. Tuy đau đớn nhưng mà cô lại không than một tiếng nào. Tại sao lại không giải thích chứ? Không cần đâu, phiền phức. Cô nhận định bản thân mình không có lỗi trong câu chuyện này. Adela là người đến bắt chuyện với cô trước. Cô ta gọi cô là kỹ nữ làm việc trong quán bar. Chuyện này chẳng là gì cả, bởi vì nó là sự thật. Cho đến khi cô ta lại nói mẹ của Băng Chi là một kỹ nữ giống như con gái, cho nên Băng Chi không thể nào kiềm được lòng tát cô ta một cái, kèm theo đó là câu không biết xấu hổ. Cô ta tức giận, rồi bọn họ đi đến. Cô nói thì tôi sẽ tin cô, cho dù cô có sai hay là đúng, tôi vẫn đứng về phía cô. Băng Chi không cần sự thương xót của Vương Đình Quân, một mình cô cũng thừa khả năng có thể chịu đựng được. Bao nhiêu đây có thâm thí là gì với nỗi đau mà cô mang trong mình mỗi ngày đâu cơ chứ. Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên, là số của Hàn Nam Phong, nhưng mà cô không nghe máy. Không phải là bởi vì cô sợ hãi anh ta phát hiện ra hay Vương Đình Quân ở đây, mà là hôm nay cô thực sự rất mệt mỏi. Cô không đủ sức lực để mà giả vờ, để mà chiều chuộng Hàn Nam Phong bằng giọng điệu óng ẹo như thường ngày được nữa. Cô tên là Giai Kỳ, tại sao Nam Phong và bọn họ lại gọi cô là Hứa Anh chứ? Vương Đình Quân không giấu nổi sự tò mò trong lòng, nghi ngờ càng ngày càng nhiều hơn. À, tôi có một người em gái song sinh, là mỹ nữ đệ nhất ở quán bar, nơi anh ta hay lui tới. Vương Đình Quân thấy ánh mắt của cô không lộ ra một tia nào nói dối thì gật đầu. Một cô gái cao ngạo như Băng Chi, anh tin tưởng tuyệt đối, cô không phải loại người như vậy đâu. Hàn Nam Phong đã ra lệnh cho trợ lý đưa Adela trở về. Bản thân anh ta thì đến quán bar lớn nhất của thành phố để hội tụ cùng đám người kia. Này, cái cô gái tên là Giai Kỳ, Vương Đình Quân mang theo trong bữa tiệc, giống Hứa Anh của cậu thật đấy, Nam Phong. Hàn Nam Phong dựa người vào thành ghế, có chút suy tư về câu nói vừa rồi của Giang Bắc Minh. Nói về khuôn mặt quả thật là giống nhau, giống như hai giọt nước. Nhưng mà xét về tính cách thì khác nhau một trời một vực. Giai Kỳ thanh cao, tỏa sáng giữa đám đông bao nhiêu, Hứa Anh lại thảm hại bấy nhiêu, giống như bọn kỹ nữ tầm thường mà thôi. Giai Kỳ sở hữu đôi mắt sáng như vì tinh tú, làn da trắng và khuôn mặt xinh đẹp đến cao quý. Nói đúng hơn là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Người giống người là điều bình thường thôi. Cậu nghĩ sao mà Hứa Anh lại có khí chất vương giả giống như Giai Kỳ chứ? Mộ Chiến Bắc là người có chủ kiến sáng suốt và lập trường vững chắc nhất trong số 4 người bọn họ. Tuy rằng mới đầu nhìn thấy Giai Kỳ, anh ta cũng có chút nhầm lẫn, nhưng mà xét về khía cạnh lại cảm thấy không giống nhau một chút nào. Tiếng chuông điện thoại của Hàn Nam Phong vang lên. Người gọi không ai khác là trợ lý, nói rằng đã đưa Adela trở về nhà rồi. Cô Adela đã về nhà rồi, nhưng mà không hiểu sao lại tự vẫn, thưa ngài. Hàn Nam Phong vội vàng ngồi bật dậy, nhăn mày khó hiểu. Đang yên đang lành, tại sao cô ta lại tự vẫn cơ chứ? Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?
Cái này tôi cũng không biết, ngài mau đến đây đi. Hàn Nam Phong liếc mắt ra hiệu cho bọn người kia, rồi vội vàng cầm áo khoác đi đến hiện trường vụ án. Đập vào mắt của anh là một vũng chất lỏng màu đỏ rất lớn, cùng với người phụ nữ mất mạng không nhắm mắt, khuôn miệng mở to giống như là vừa nhìn thấy một điều gì đó kinh hoàng, đặc biệt chính là lá bài A Cơ ở bên cạnh. Là Z sao? Một lúc sau đó, cảnh sát đến phong tỏa hiện trường, mời hết những người không liên quan rời khỏi khu vực, trừ bọn họ ra. Vương Đình Quân cũng được Giang Bắc Minh gọi điện thoại đến. Anh tiến đến gần phía của Adela, đưa mắt xem xét tất cả mọi thứ xung quanh. Không hề có hiện trường, ai đó đã đẩy cô ta ngã xuống. Không có dấu tích gì cho thấy cô ta đã bị trượt chân té ngã. Có thể kết luận rằng cô ta tự vẫn. Mộ Chiến Bắc cũng đến xem thử. Adela chỉ có biểu hiện của việc kinh hoàng, không hề có thương tích. Giao cho phía cảnh sát sẽ được cho là tự vẫn, bởi vì lý do gì đó, bọn họ không đủ bằng chứng để buộc tội cho Z. Hàn Nam Phong ngán ngẩm ra xe. Nếu là Z thì cho dù có cố gắng điều tra cũng chẳng có kết quả gì, bởi vì bọn họ hành sự rất nhanh, rất cẩn thận. Nhưng có một điều Hàn Nam Phong cảm thấy kỳ lạ. Adela đã đắc tội gì với Z mà bị bọn chúng sát hại một cách dã man như vậy cơ chứ? Điều tra tất cả giao dịch của Adela gần đây cho tôi. Dạ vâng. Ngược lại với Hàn Nam Phong đang lo lắng về hành tung của Z, thì Vương Đình Quân có vẻ bình tĩnh hơn, hầu như không quan tâm lắm, làm cho Mộ Chiến Bắc nảy sinh nghi ngờ, nói đùa. Này, Vương Đình Quân, đừng nói với tôi là cậu cho người lấy mạng cô ta để trả thù cho Giai Kỳ, rồi ngụy tạo hiện trường giả đấy nhá. Vương Đình Quân hơi nhếch môi, lời sắp nói ra có phần nguy hiểm. Tôi định là như vậy, nhưng mà đáng tiếc Z đã nhanh hơn tôi một bước rồi. Mộ Chiến Bắc hơi mím môi cười trừ, không một ai có thể hiểu được Vương Đình Quân thực sự đang nghĩ cái gì. Tuy rằng anh ít nói, nhưng mà thâm tâm lại khó dò. Dù là bác sĩ cứu mạng người, nhưng mà ra tay lại thâm độc hơn bất kỳ ai khác. Mộ Chiến Bắc từng nghi ngờ Vương Đình Quân chính là Z, nhưng mà anh ta liền lập tức bác bỏ ý định, bởi vì một số lý do đặc biệt. Vương Đình Quân xoay người rồi lên xe, rời khỏi hiện trường, đi thẳng đến bệnh viện để gặp Băng Chi. Có thể nhìn thấy cô, tâm trí của anh dễ chịu hơn một chút. Giai Kỳ, tôi có chút chuyện muốn nói riêng với cô. Mẹ của Băng Chi hơi bất ngờ khi mà Vương Đình Quân gọi con gái của bà là Giai Kỳ. Bà định lên tiếng, nhìn thấy biểu hiện phản đối của con gái thì đành thôi. Băng Chi ra bên ngoài, nhẹ nhàng khóa cửa rồi nhìn Vương Đình Quân. Tôi muốn xin lỗi về sự việc hôm nay. Tôi sẽ miễn phí tiền điều trị cho mẹ cô. Cô khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào tường, liền gật đầu đồng ý. Cô đâu có ngu đến mức từ chối đề nghị ngon lành của người đàn ông này. Như vậy chỉ cần xin thêm tiền của Nam Phong là cô sẽ trả hết nợ nần, cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ bẩn thỉu này rồi. Cô có biết Z không? Không biết. Bằng chi còn rất nhiều việc khiến cho cô phải lo lắng. Hơi sức đâu mà đi tìm hiểu thế giới này có những ai cơ chứ. Thôi được rồi, vậy cô nghỉ ngơi đi, cẩn thận vết thương đấy. Băng Chi trở về phòng bệnh của mẹ cô, liền nhận ngay một câu nói nghi ngờ. Cậu ta gọi con là Giai Kỳ sao? À, đây là tên ở chỗ làm mà con dùng thôi, mẹ à. Vậy à? Băng Chi cười trừ, rồi ra đóng cửa sổ phòng bệnh, kẻo gió lớn thổi vào. Nhưng mà cô nhớ rõ, lúc đầu cô đâu có mở cửa sổ, tại sao bây giờ nó lại đang mở ra? Mẹ à, mẹ mở cửa sổ sao? Mẹ cô cười gượng gạo, gật đầu. Ừ, mẹ muốn hít thở chút không khí trong lành thôi. Bằng Trì cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, kéo chăn đắp kín cho bà. Bản thân nằm trên ghế nệm đối diện mà nghỉ ngơi một chút. Cô mở điện thoại ra xem, thấy có hơn chục cuộc gọi của Hàn Nam Phong. Cô bây giờ rất mệt mỏi, không gọi lại. Nhưng mà lo lắng nếu không gọi lại, anh ta sẽ không cho cô tiền nữa. Cho nên cuối cùng vẫn quyết định gọi đi. Nam Phong. Mẹ nói chứ, tôi gọi cho em bao nhiêu cuộc, tại sao bây giờ em mới nghe máy? À, em xin lỗi, điện thoại của em hết pin. Chú ý một chút đi. Mà em có chị em song sinh nào không? À, em có. Tên là Giai Kỳ sao? Đúng vậy, mà sao anh biết thế? Hàn Nam Phong cười cười.
Đúng như là Vương Đình Quân đã nói, Bằng Trì có chị em song sinh, cho nên khuôn mặt mới giống nhau như đúc, còn tính cách thì hoàn toàn trái ngược nhau. Không có gì đâu. Khi nào em định gặp anh đây? Để đầu tuần sau nha. Được rồi. Bằng Trì tắt máy. Từ bây giờ cô càng phải cẩn thận hơn với lời nói của mình, đặc biệt là phải đề phòng bộ tứ thiếu gia kia, bởi vì bất kể là ai cũng sẽ mang đến bất lợi cho cô. Màn đêm dần dần buông xuống, nhân lúc cô đang ngủ say, mẹ cô đã rời khỏi giường mà đi ra ngoài, trong tay còn cầm theo một lá thư gì đó. Bà mở ra xem, nội dung bên trong rất ngắn, được ghi rõ ràng, rành mạch. Tôi sẽ bảo vệ nó thật tốt, như những gì mà tôi đã hứa với em, cho dù nó không phải là cốt nhục của tôi. Cả đời này tôi nợ em. Bà gấp lại bức thư, nước mắt lặng lẽ rơi xuống đầy đau khổ. Đã gần 40 năm trôi qua, tại sao ông ta vẫn không đặt lòng tin vào bà cơ chứ? Bằng Trì giật mình tỉnh giấc, ngó xung quanh không thấy mẹ đâu. Cô định mở cửa ra, thấy bà đã đi vào. Trời quá tối, cô hoàn toàn không biết bà vừa khóc xong. Mẹ, mẹ đi đâu thế? Mẹ đi vệ sinh thôi, sao con còn chưa ngủ? Cô vội vàng ôm lấy mẹ, nước mắt từ đâu đã chảy ra. Cô sợ hãi, sợ mẹ cô sẽ biến mất thêm một lần nữa, sợ cảm giác cô đơn lạnh lẽo mỗi tối khi mà thiếu hơi ấm của mẹ. Bà đã dùng cả đời này để nuôi nấng cô, dùng tấm thân gầy che chắn, bảo vệ cho cô mỗi khi mà cô bị ba đánh. Cô cố gắng sống thật tốt, bởi vì cô có động lực là mẹ. Nếu không có mẹ thì cô đã không cần phải cố gắng nhiều đến như vậy, không cần phải hy sinh nhiều đến như vậy. Chỉ cần bà ôm cô vào trong lòng thì mọi lo âu mệt mỏi đều sẽ tan biến. Mẹ đừng rời xa con sợ lắm. Ngốc thật đấy, mẹ sẽ mãi mãi ở bên cạnh con, mẹ yêu con mà, Băng Chi. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Một tuần sau đó, vết thương ở tay và chân của cô đã khỏi một phần nào. Dùng chút kem che khuyết điểm thì không ai nhận ra cả. Băng Chi đã quay trở lại với công việc trong quán bar. Nhàn Y vừa nhìn thấy đâu đó bóng dáng của cô đã gọi lớn tiếng, làm cho cô nhíu mày. Chị Băng Chi. Đã nói đừng gọi tên ở bên ngoài của chị rồi mà. Nhàn Y cười cười, khoác tay cô giống như là vô cùng thân thiết. Vậy cũng tốt, bởi vì dù sao thì Nhàn Y cũng là con gái của chủ quán bar. Càng thân thiết thì cô sẽ càng được chiếu cố mà thôi. Hàn thiếu gia đang đợi chị ở trên lầu đấy. Chị biết rồi. Bằng Trì cũng là nhờ Nhan Y mới có thể theo Hàn Nam Phong được đến tận bây giờ. Lúc đầu cô là người mới, chắc chắn sẽ không được phục vụ vị kim chủ giàu có này. Cô mặc kệ lời nói xấu, dè bỉu này nọ của những cô gái cùng ngành khác. Cô có lòng tự trọng riêng mà không phải kẻ nào cũng xúc phạm được. Em đây, anh Phong. Bằng Trì nở ra nụ cười tươi như hoa. Vừa bước chân vào trong phòng, cô gái xinh đẹp quyến rũ đã tiến tới dựa sát vào người của Hàn Nam Phong, đưa tay chạm lên khuôn ngực cứng rắn. Tiểu yêu tinh. Bằng Trì không quan tâm đến Giang Bắc Minh hay là Mộ Chiến Bắc ngồi đối diện cho lắm, cô đã có quen thuộc với việc này rồi. Tuy rằng lúc đầu có chút ngượng gạo, nhưng mà càng về sau cô lại càng được Hàn Nam Phong sủng ái, bọn họ cũng chẳng nói gì cả. Hàn Nam Phong vẫn là thói quen cũ, hơi cúi thấp người xuống, đặt đầu mình vào hõm cổ của cô mà thưởng thức mùi hương tinh tế trên cơ thể của cô gái nhỏ. Em sử dụng mùi nước hoa nào mà lại có thể thơm đến như vậy chứ? Cô đưa tay vào tóc của anh, ghé người vào tay anh thì thầm. Em nào có dùng nước hoa đâu, đây là mùi hương tự nhiên của em đó. Hàn Nam Phong cười trừ, nghe cô nói dối như hát hay nhưng mà cũng chẳng phản bác gì. Anh ngồi thẳng dậy, rút ra một sấp tiền toàn là tờ 500 rồi đặt nó lên trên bàn. Hôn anh đi, nó sẽ thuộc về em. Giang Bắc Minh cười cười nhìn Mộ Chiến Bắc, miệng nhanh hơn não. Để tôi hôn cậu cho. Cút đi. Hàn Nam Phong trừng mắt khiến cho Giang Bắc Minh im lặng, miệng vẫn đậm nụ cười châm chọc. Về phần Băng Chi, đáy mắt của cô hiện rõ tia do dự nhưng mà cũng nhanh chóng biến mất để Hàn Nam Phong không nghi ngờ. Cô đưa hai tay chống lên người anh, thao tác chậm chạp làm cho Nam Phong nhíu mày. Em sao thế? Cô lắc đầu rồi cười, cúi thấp đầu xuống, mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt. Môi gần chạm vào môi anh thì đã bị tiếng mở cửa làm cho bất ngờ. Cùng lúc đó,
Hàn Nam Phong kéo cô ngồi sang bên cạnh. Cậu tới đúng là không đúng lúc rồi. Giang Bắc Minh lên tiếng lắc đầu, nhìn Vương Đình Quân vừa xuất hiện, sắp được xem cảnh hôn nhau nóng bỏng của đại thiếu gia Hàn gia thì lại bị Vương Đình Quân phá tan mất. Vương Đình Quân tiến đến ngồi bên cạnh Hàn Nam Phong, không quan tâm đến Băng Chi đang ngồi bên kia, nâng ly rượu lên mà uống cạn. Giới thiệu về em, đây là Vương Đình Quân. Băng Chi có chút giật mình, cô rời khỏi vòng tay của anh ta, đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn Vương Đình Quân, thấy anh cũng đang nhíu mày nhìn cô. Em gái của Giai Kỳ sao? À, vâng. Vương Đình Quân không thể nào tin được hai người lại có sự giống nhau đến như vậy. Đặc biệt là đôi mắt của cả hai người. Hai đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt của Giai Kỳ sáng giống như vì tinh tú, còn của Hứa Anh thì man mác một nỗi buồn sâu thẳm. Vậy còn tiền thì sao? Hàn Nam Phong liền nhìn cô mím môi, đôi mắt gần như là ngập nước, sắp khóc, liền cảm thấy mềm lòng, cầm tiền đưa cho cô. Của em đây. Bằng Trì vui sướng cầm số tiền trên tay, hôn lên má của anh một cái, rồi biết điều mà rời đi cho bọn họ nói chuyện với nhau. Cô đếm sơ sơ cũng cả gần chục triệu, chưa ít gì đâu. Bên dưới lại kẹp thêm một mảnh giấy. 3 giờ chiều mai ở nhà hàng Golden, tôi muốn gặp chị gái Giai Kỳ của em. Bằng Trì mím môi, cô nghĩ nên kết thúc thân phận Hứa Anh tại đây được rồi. Cô sẽ bắt đầu sống với thân phận Giai Kỳ, có khi còn kiếm được nhiều thứ tốt đẹp hơn. Cô đi tìm Nhan Y, đặt vào tay của cô ấy một món quà nhỏ. Cảm ơn em đã chiếu cố chị trong thời gian vừa qua nha. Nhan Y lắc đầu không dám nhận món quà đó, nhưng đã bị Băng Chi ép phải lấy. Chị sẽ quay lại đây để mà thăm em chứ? Có lẽ chị sẽ không quay lại đây đâu. Chúng ta gặp nhau ở bên ngoài nha. Nhan Y cười rồi chào tạm biệt Băng Chi. Cô ấy mở món quà ra xem là một chiếc vòng tay đính đá rất đẹp mắt. Ở bên trên viên đá còn có tên viết tắt của cô ấy nữa. Băng Chi là người không muốn mắc nợ bất kỳ ai, đặc biệt là nợ ân tình. Cô nhanh chóng trở về nhà. Đúng ngày đám giang hồ kia tới, vẫn là âm thanh đập phá đồ đạc kinh hoàng, vẫn là tiếng mắng chửi thậm tệ đó vang lên. Cô em cuối cùng cũng đã trở về rồi sao? Lần này là bao nhiêu? 70 triệu. Bằng Trì cau mày nhìn bọn người đều cáng. Trước đây cô đã trả bớt rồi, vậy mà hôm nay lại tăng lên rất nhiều. Nhưng mà cô cũng chẳng nói gì, bởi vì đây là tác hại của việc vay nặng lãi. Cô đếm sơ sơ tiền trong túi. Hàn Nam Phong chỉ cho cô đúng 50 triệu làm lệ phí chia tay. 20 triệu còn lại là tiền tiết kiệm của cô, vẫn phải đưa hết cho bọn chúng. Tôi trả hết rồi. Bọn xã hội đen nhận được tiền, ánh mắt không đứng đắn nhìn chằm chằm cơ thể của cô, làm Băng Chi khó chịu, lấy tay kéo áo khoác lại. Tôi thấy cô em dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Đi theo tôi đi, cô em sẽ được ăn ngon mặc đẹp. Tên đại ca bước lên trước, định đưa tay chạm vào tóc của cô, nhưng đã bị cô lấy tay gạt phát ra. Định rời khỏi đó, đã bị người đàn ông nắm tóc giật mạnh. Tên đại ca cơ thể lực lưỡng ném mạnh cô xuống sàn nhà lạnh lẽo, làm cho lưng của cô bị va đập mạnh. Cô đau đớn, hai tay cố gắng chống cơ thể ngồi dậy. Các người... Tên đại ca ra lệnh cho bọn đàn em ra bên ngoài trông chừng. Bản thân hắn ta chế trụ cô một lần nữa, dùng lời lẽ vô cùng bẩn thỉu để mà nói vào tai cô. Ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ cho cô em lên thiên đường. Cô trợn to mắt quan sát xung quanh, rồi giơ chân đá thẳng vào hạ bộ của tên đó, làm cho tên đại ca đổ gục xuống, miệng ú ớ vì đau đớn mà không thể nào thốt nên lời. Nhân lúc này, Băng Chi bò dậy, chạy bán mạng ra lối đằng sau nhà, ôm cơ thể bé nhỏ chạy rất lâu mới có thể ra được đường lớn. Ở đằng sau bọn chúng vẫn đang đuổi theo cô. Băng Chi sợ hãi vô cùng, cô vô thức lấy điện thoại ra gọi cho Vương Đình Quân. Giai Kỳ, tôi đây. Cứu tôi, làm ơn cứu tôi. A. À. Sau đó là một tiếng kêu thất thanh vang lên, làm cho Vương Đình Quân lo lắng. Anh vội vàng xác định vị trí của cô, rồi cấp tốc lái xe, dùng tất cả tốc độ đến chỗ đó. Sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì không may. Về phía của Hà Băng Chi, cô đang chạy thì đã bị một tên nào đó nắm được bờ vai, đẩy ngã cô xuống mặt đường, tay chân chảy xước đến chảy máu.
Cô biết rõ đây là đường lớn, hành động không tiện. Bọn chúng đã kéo cô vào trong tận bụi rậm. Cút ra! Tên đại ca giáng cái tát rất mạnh vào mặt của cô. Hắn ta ra lệnh cho đám đàn em giữ tay, giữ chân cô lại, rồi xé rách chiếc áo cô đang mặc. Bằng Chi càng cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra thì đã bị hắn tát thêm cho một cái nữa. Mẹ nó chứ, con khốn này, mày dám đá tao à? Cơ thể của cô không ngừng run rẩy, đầu óc lại càng trở nên choáng váng. Cô sắp bị cưỡng ép rồi sao? Hắn ta lột bỏ tất cả những gì mà cô đang mặc trên người, chỉ trừ lại nội y bên trong. Lúc này hắn ta dùng tay chế trụ lên cơ thể của cô. Đẹp, đẹp thật đấy. Bằng Chi sợ hãi nhưng cô không khóc được. Cả cuộc đời của cô chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy. Trong vô thức cô chỉ nhớ đến Vương Đình Quân. Cô nhớ anh, anh đã từng nói rằng sẽ luôn luôn tin tưởng cô. Chẳng lẽ anh không đến đây thật sao? Tên đại ca bắt đầu chạm tay, cởi đi những gì còn sót lại trên cơ thể của cô. Thế nhưng đã bị ai đó đấm rất mạnh từ đằng sau, làm hắn ta lăn đùng ra và bất tỉnh. Đám đàn em nhìn người vừa tới đã lên tiếng: lấy mạng hết đi. Vương Đình Quân ra lệnh cho đám vệ sĩ hơn chục người của mình. Bọn họ liền khống chế tất cả trong nháy mắt, nhét vào trong miệng của bọn chúng một viên thuốc cực độc, làm cho bọn chúng đau đớn lục phủ ngũ tạng đến lúc mất mạng. Vương Đình Quân cởi áo khoác ngoài đắp cho Băng Chi, rồi ôm cô vào trong lòng mình. Cảm nhận sự run rẩy mãnh liệt của cô gái nhỏ mà trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó hiểu. Tôi xin lỗi, tôi đã đến muộn. Băng Chi vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong lòng anh. Cô thực sự quá mệt mỏi với thế giới này. Cô đã bất lực lắm rồi, đau khổ lắm rồi. Vương Đình Quân đặt cô vào trong xe, rồi đi thẳng về căn biệt thự của mình, ra lệnh cho người hầu mang dụng cụ cần thiết đến để anh còn băng bó vết thương cho cô, bởi vì anh biết là cô rất ghét ai đó chạm vào cơ thể của mình. Đừng, đừng mà. Cô mơ thấy cô chạy rất lâu mà vẫn không thể nào thoát khỏi bọn chúng, bị thứ gì đó kéo chân lại và bị bắt lại. Thế nhưng ai đó đã xuất hiện, chẳng phải là có một thiên sứ đến cứu cô sao? Đừng mà. Cô sợ hãi ngồi bật dậy, mồ hôi chảy dài trên trán, đủ để thấy cô đã kinh hãi như thế nào. Bằng Chi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng sang trọng, trên tay có ống truyền dịch và vết thương đã được băng bó sạch sẽ. Cô đã được cứu rồi sao? Có tiếng mở cửa vang lên, cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra. Vương Đình Quân mang khay đồ ăn nóng hổi đi vào, thấy cô đã tỉnh giấc thì mỉm cười. Anh đã cứu tôi sao? Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người đàn ông vẫn đang mỉm cười. Vậy cô nghĩ Hàn Nam Phong sẽ đến cứu cô sao? Anh biết mọi chuyện rồi à? Anh đặt khay đồ ăn xuống rồi gật đầu. Lộ liễu như vậy mà anh còn không biết thì có được gọi là đồ ngu hay là đồ ngốc đây? Bằng Chì không nói thêm gì nữa. Cô nhận chén súp đã nguội bớt, đưa từng miếng vào trong miệng mà thưởng thức. Chưa đầy 5 phút đã ăn xong hết rồi. Cô không đi học sao? Tôi không có nhu cầu đó. Cô không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình cho việc học tập. Cô muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho mẹ mà thôi. Bây giờ tuổi tác của cô là nên đến trường, thay vì đến những nơi giống như quán bar kia. Giọng nói của người đàn ông có vẻ hơi gắt, đủ cho thấy rằng anh rất giận, nhưng mà biểu hiện khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, không thể làm lung lay ý chí của cô. Cảm ơn anh vì đã cứu tôi, nhưng anh đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa. Cô đứng dậy, nhịn cơn đau truyền đến từ cơ thể mà muốn đi ra ngoài, nhưng đã bị Vương Đình Quân giữ tay lại. Cô đừng bướng bỉnh nữa, có được không? Cô lại giật tay của mình ra, đưa mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai kia. Từng âm thanh cứng rắn được thốt lên qua khuôn mặt nhỏ xinh. Tại sao anh lúc nào cũng thích xen vào chuyện của tôi như vậy chứ? Tôi là người đã cứu cô một mạng đấy. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, chưa một ai làm cho anh cảm thấy khó chịu và mất kiên nhẫn như thế này. Anh nói 10, không ai dám cãi 9. Ngay cả Giang Bắc Minh, Mộ Chiến Bắc hay Hàn Nam Phong cũng để anh vài phần. Thế nhưng mà không hiểu sao cô gái trước mặt này 5 lần 7 lượt chống đối anh, mặc dù anh lúc nào cũng muốn tốt cho cô. Anh không hiểu sao? Tôi đã nói tôi không có nhu cầu để đi học rồi. Bằng Chì khó chịu không kém.
Cô ghét nhất là có người nào xen vào chuyện riêng của mình, lại còn cố chấp giống như anh nữa, làm cho cô cảm thấy càng thêm tức giận hơn. Cô đi học đi, tôi sẽ lo học phí và các chi phí khác cho cô. Cô xua tay ngay lập tức. Cô đã nợ anh một ân tình to lớn, không biết đến bao giờ mới trả hết được, mà bây giờ lại nợ thêm, chắc là cô có mất mạng cũng không trả xong. Không cần đâu, tôi không muốn nợ anh. Người đàn ông bắt lấy tay cô, rồi kéo cả cơ thể bé nhỏ vào trong người mình, làm cho Băng Chi chưa kịp phản ứng. Lẽ nào cô vẫn không hiểu sao? Cô hiểu tất cả những việc anh làm và biết rất rõ ý tứ ẩn giấu trong từng câu nói của người đàn ông này. Cô đã ép bản thân mình cố gắng tiếp nhận Vương Đình Quân, nhưng trái tim cô thì ngược lại, nó không có một chút phản ứng nào với anh cả. Tuy được anh ôm vào trong lòng, cảm nhận hơi ấm của người đàn ông bao phủ cơ thể cô, nhưng cô vẫn không một chút nào rung động, dường như là vô cảm. Tôi xin lỗi. Vương Đình Quân nghe giọng của cô xin lỗi rất nhỏ. Anh không hiểu bản thân mình đã làm rất nhiều việc vì cô, vậy mà tại sao cô vẫn lạnh lùng với anh như vậy chứ? Anh cười khổ. Anh vốn quên mất cô là một kỹ nữ, một cô gái làm việc trong quán bar. Tiếp cận một người chỉ là vì tiền, chứ không phải là vì tình cảm. Anh cũng chỉ là một trong những vị khách bình thường của cô mà thôi. Vương Đình Quân đẩy cô ra, ánh mắt ấm áp ban nãy đã thay bằng ánh nhìn vô cảm, pha một chút sự khinh thường và chán ghét. Cô là Hứa Anh hay là Giai Kỳ? Cô giật mình. Cô biết bản thân là người có lỗi sau tất cả mọi chuyện. Cô không định sẽ nói dối anh thêm một lần nào nữa. Tôi là Băng Chi. Giọng cười của người đàn ông vang lên rất lớn. Cô đúng là diễn rất giỏi, làm tròn bổn phận ba vai diễn trong cùng một lúc. Hứa Anh thì quyến rũ, Giai Kỳ thì cao ngạo, cho đến Băng Chi thì lạnh lùng. Cô cút đi được rồi đấy. Cô rời khỏi tầm mắt của anh ngay lập tức. Vương Đình Quân ngồi xuống giường, đưa tay vò mạnh tóc, làm cho nó rối tung lên. Anh không thể nào tin được có một ngày bản thân mình lại ngu ngốc đến mức thích loại con gái mà chính anh ghét nhất trên đời này. Hạ Băng Chi vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Cô không rung động với anh, nhưng không có nghĩa là cô ghét anh. Cô biết bản thân mình ở vị trí nào trong xã hội này. Loại con gái được cho là hám vật chất như cô không xứng đáng có được một người tốt giống như Vương Đình Quân đặt trong trái tim. Thà rằng cứ dứt khoát để anh tránh xa mình còn hơn là để cho cô vấy bẩn lên người anh. Cô chỉ có thể im lặng nhận tất cả những lời chỉ trích cay nghiệt từ tất cả mọi người xung quanh mà không một lời than trách. Nhưng cô không muốn anh vì cô mà đối đầu với mọi người, đối đầu với gia tộc hùng mạnh ở đằng sau. Cô không muốn tiếp tục nợ Vương Đình Quân thêm nữa. Cô có thể khẳng định cô không phải là người lương thiện hay mẫu mực, nhưng tự tin là bản thân mình rất biết điều và rất giỏi che giấu cảm xúc. Cô cũng biết đau chứ, cũng biết khóc, biết cười, nhưng cô không thể làm như thế được. Cô không muốn bản thân mình trở nên yếu đuối. Cô gạt tất cả mọi chuyện sang một bên, đến cửa hàng thuê bộ trang phục vừa quyến rũ vừa đắt tiền để đi gặp mặt Hàn Nam Phong. Tuy bị người làm trong cửa hàng khinh rẻ, nhưng cô không bận tâm đến điều đó. Cô trang điểm nhẹ nhàng, trông khác so với Hứa Anh hoàn toàn, bản chất vẫn cao quý sang trọng. Cô bắt một chuyến taxi đến nhà hàng Golden nổi tiếng bậc nhất thành phố, lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Nam Phong. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng quyến rũ, đánh vào giác quan của người đàn ông, làm cho anh mỉm cười. Alo. Người đàn ông đã xuất hiện ở đằng sau cô từ bao giờ. Anh đưa tay kéo cô vào trong lồng ngực, thì thầm lên tai cô. Anh đây. Cô khó chịu nhưng không đẩy Nam Phong ra, mà quay người nhón chân nói nhỏ với anh. Đang ở bên ngoài đấy, Hàn thiếu xin tự trọng. Hàn Nam Phong cười lớn, trực tiếp kéo tay cô đi vào bên trong nhà hàng, rồi lịch sự kéo ghế mời cô ngồi xuống. Món ăn đặt sẵn được phục vụ tận tình bê lên, phục vụ cho ông chủ lớn. Cô bình thản nhìn những món ăn ngon và đắt tiền ở trước mặt, nhưng cô vẫn chưa động đũa, tay nâng ly rượu xoay vài vòng, nhẹ nhàng rồi đưa lên miệng nhấp môi. Hành động bình thường của nữ nhân, thập phần xinh đẹp, lọt vào mắt của người đàn ông đối diện
lại tao nhã và thanh khiết đến lạ thường. Tại sao lại muốn gặp tôi chứ? Cô đặt ly rượu xuống, đôi mắt ẩn sâu, hướng về phía của Hà Nam Phong mà mở lời. Hôm ở trong bữa tiệc, tôi đã thấy em thật sự rất đặc biệt, rất thu hút. Cô hơi cười, vén tóc sang một bên để lộ ra xương quai xanh quyến rũ, càng làm máu nóng trong người của người đàn ông nóng lên, muốn chạm vào mà không thể nào có được. Bởi vì tôi không giải thích hay làm náo động giống như nữ nhân của ngài sao? Hà Nam Phong hơi nghiêng đầu, quả thật đó chính là một phần, nhưng mà cái khiến cho anh chú ý nhất là phong thái và đôi mắt hút hồn của cô. Đây đích thị là nữ nhân mà anh vẫn luôn luôn tìm kiếm. Em nói cũng đúng, tôi rất thích những người phụ nữ giống như em. Vậy em có thể... Xin lỗi Hàn Thiếu, tôi không phải loại người như vậy. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô mang theo sự tức giận, đủ cho Hàn Nam Phong nhìn thấy là biến mất, mà thay vào đó là nụ cười công nghiệp. Em có chắc là mình không muốn theo tôi chứ? Đúng vậy, tôi sợ ngài sẽ bị thương đấy. Anh hiểu, phụ nữ xinh đẹp và sang trọng giống như Giai Kỳ là một bông hoa hồng có gai. Ngắm thì được, nhưng khi chạm vào nhất định sẽ bị thương. Tôi có việc, cho nên tôi đi trước đây. Vừa nói dứt lời, cô định đứng dậy rồi đi, nhưng đã bị người đàn ông nắm tay kéo lại. Cô ngồi trọn trong lòng anh. Anh đặt đầu lên vai cô, hương thơm quen thuộc một lần nữa xộc vào trong mũi, làm cho giác quan của Hàn Nam Phong hoàn toàn thư giãn. Hương thơm tự nhiên này vô cùng quen thuộc và giống y hệt với Hứa Anh. Em rốt cuộc là ai chứ? Câu hỏi đó đã làm cho cô chột dạ. Chẳng lẽ cô đã sơ suất bị người đàn ông này phát hiện ra thân phận của mình rồi sao? Hay là Vương Đình Quân đã nói chuyện này cho Hàn Nam Phong biết, bởi vì bọn họ vốn dĩ là bạn thân của nhau cơ mà? Cho dù suy nghĩ như vậy, nhưng cô lại trả lời theo một kiểu khác. Tôi là Giai Kỳ. Mùi hương trên cơ thể em thực sự rất giống với Hứa Anh. Thì chúng tôi là chị em song sinh, giống nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Có phải là Hàn Thiếu lo nhiều chuyện quá rồi không? Hàn Nam Phong nhìn sâu vào đôi mắt kia, không hề có một chút nào giả tạo. Cách nói chuyện và phong thái chỉ có thể là Giai Kỳ mà thôi. Có thể là do anh ta đã quá đa nghi. Đây là quà gặp mặt. Anh vừa nói vừa đưa ra hộp trang sức đến trước mặt của cô, rồi mở ra cho cô xem. Sợi dây chuyền này mang tên Bí Mật Của Biển, được một thiên tài người Pháp thiết kế, có giá triệu đô mà không biết bao nhiêu người muốn có được, đang nằm trong tay của người đàn ông. Bí mật của biển sao? Em biết nó à? Cô gật đầu. Sợi dây chuyền đắt nhất thế giới đang nổi đình nổi đám trên tất cả các mặt báo, cho dù cô không muốn thì vẫn phải biết. Nghe nói mấy hôm trước đã có người mua, không biết là nhân vật tầm cỡ thế nào mà bây giờ sợi dây chuyền này lại được tặng cho cô rồi. Em không thích. Cô xua tay nói. Đương nhiên là không thích những thứ quý giá như thế này, mang trên người khác nào rước họa vào thân. Mà điều quan trọng là cô cũng không muốn nợ nần bất kỳ ai. Tôi không thích như vậy. Phiền anh mang tặng cho người khác đi. Người đàn ông thực sự kinh ngạc. Phụ nữ thì ai mà chẳng thích những thứ xinh đẹp, đắt tiền đâu. Vậy mà riêng Giai Kỳ, cô là người đầu tiên từ chối anh một cách thẳng thừng như thế này. Trong lòng tự dưng lại dâng lên một cảm xúc lạ thường mà chính bản thân anh cũng không thể nào giải thích nó là cái gì. Có tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, làm cho Hàn Nam Phong khó chịu, nhưng vẫn lấy ra xem rồi vội vàng nghe máy. Ba, con nghe đây. Anh quay về ngay lập tức cho tôi. Anh dùng hàng triệu đô để mua một sợi dây chuyền. Anh đúng là càng ngày càng giỏi rồi. Người đàn ông cười trừ. Anh không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi ba mình là Hàn Lãnh. Một khi mà ba anh nổi giận, hậu quả khôn lường. Giống như hồi bé, chỉ cần anh chui vào trong lòng mẹ ngồi thì bị ông xách ra ngoài ném mạnh không thương tiếc rồi. Con biết rồi, con về ngay đây. Hà Bằng Trì đứng dậy, cười nửa miệng nhìn anh. Anh cứ giải quyết chuyện gia đình cho ổn thỏa đi, tôi đi trước đây. Tuy anh rất muốn giữ cô lại, nhưng mà nếu anh không trở về thì khác nào anh chán sống. Hàn Nam Phong lái xe với tốc độ cao nhất để trở về biệt thự chính của Hàn gia. Vừa bước chân vào
đã nhận ngay chiếc ly bay vào người. May là phản xạ nhanh cầm được, chứ không thì khuôn mặt đào hoa này đã bị hủy dung luôn rồi. Bà có thể đừng động thủ được không? Hàn Lãnh vừa ôm vợ trong tay, vừa liếc nhìn về phía con trai, khuôn mặt dữ tợn nhưng vẫn điển trai, phong độ giống như hồi còn trẻ. Anh đừng giận thằng bé nữa, con anh nó cũng lớn rồi mà. Nghe giọng nói ngọt ngào của vợ, tâm trạng của người đàn ông trung niên mới khá lên đôi chút, nhưng mà trong giọng nói vẫn còn chứa đầy sự tức giận. Sợi dây chuyền đâu rồi? Con tặng rồi. Hạ Ly nghe con trai nói như vậy thì bật người dậy khỏi người của chồng, tiến về phía của con, ánh mắt đầy nghi hoặc. Tặng rồi sao? Con đã tặng nó cho ai chứ? Là một cô gái mà con cảm thấy hứng thú. Hạ Ly lấy tay ôm lồng ngực. Có phải là bà đã chiều con quá nên nó hư rồi đúng không? Đem thứ quý giá tặng ngẫu hứng cho một cô gái mà nó cảm thấy hứng thú sao? Hồ đồ thật đấy. Con làm như vậy thì con bé Hà An nó sẽ nghĩ thế nào đây? Anh im lặng nhìn mẹ. Mẹ có thể dung túng cho bất kỳ điều gì con làm. Sợi dây chuyền hàng triệu đô thì cũng được đi, phi cơ riêng cũng được, nữ nhân gì gì cũng được. Nhưng con phải nhớ rằng đừng nên làm gì quá phận. Con còn có một vị hôn thê là Hà An. Con biết rồi mà. Hạ Ly nhìn thấy có nét buồn hiện ra trong đôi mắt của con trai. Bà rất thương con, thương con hơn cả Nam Thành, em trai của anh nữa. Bà muốn anh là người hạnh phúc hơn ai hết. Nhưng mà cô gái phù hợp duy nhất với anh chỉ có thể là Hà An mà thôi. Hà Băng Chi bắt taxi về lại căn nhà cũ mà cô vẫn ở hàng ngày. Mùi bia rượu, mùi thuốc lá xộc vào trong mũi làm cho cô không tự chủ mà ho lên vài cái. Bà cô chắc là đi uống rượu ở đâu đó rồi tối muộn mới trở về. Cho dù cô có chán ghét hay là thù hận ông thế nào đi chăng nữa, cô vẫn sẽ làm cơm ba bữa đầy đủ cho ông. Ôi trời ơi, con bé này về rồi đấy à? Chuyện lớn rồi. Người lên tiếng nói là hàng xóm. Người đó vội vàng chạy sang nhà cô để báo tin, hơi thở gấp gáp, lời nói cũng trở nên đứt quãng. Cô không nghe rõ, hỏi lại thêm một lần nữa. Cô ơi, có chuyện gì thế à? Ba mày mất mạng dưới cầu kia kìa. Cô nghe xong thì không một chút nào phản ứng hay là kích động. Cô theo người dân ra hiện trường xem xét. Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực này, không một ai dám đến gần. Bà cô đã được người ta mang đi giám định pháp y. Cô nghe nói ông ta mất mạng vô cùng đáng sợ. Còn không buồn chút nào sao? Cô quay đầu đi chỗ khác. Thay vì buồn bã, khóc lóc, giả vờ như người ta thì cô cảm thấy nhẹ lòng và có chút thoải mái. Đúng là ông trời có mắt. Ông trời cuối cùng cũng ban cho cô sự công bằng. Người độc ác tàn nhẫn như ba của cô cuối cùng cũng đã ra đi rồi. Cô vui đến mức chi một khoản tiền để bắt taxi đến bệnh viện. Cô chạy thẳng vào trong phòng bệnh của mẹ cô, không quan tâm đến bất kỳ một điều gì mà lên tiếng. Ông ta mất mạng rồi, thực sự mất mạng rồi. Mẹ cô đang được Vương Đình Quân đo huyết áp, thấy Băng Chi hớt hải chạy vào, đã thấy nghi nghi rồi. Tự dưng cô lại nói ông ta mất mạng, càng làm cho bà lo lắng hơn. Ai mất mạng chứ? Hà Kỳ, ông ta mất mạng rồi, mẹ ơi. Mẹ cô không thể nào kìm được lòng. Bà đứng hẳn dậy rồi tát cô một cái rõ đau. Ngay cả Vương Đình Quân ở đó cũng không thể nào lường trước được việc bà vừa làm như vậy với chính đứa con gái ruột của mình. Hỗn xược, đó là cha của con đấy. Cô cười ra nước mắt. Tử cha thiêng liêng biết bao nhiêu, làm sao mà có thể tùy tiện gọi cơ chứ. Hơn nữa ông ta đối xử với mẹ con cô vô cùng tệ bạc. Uống rượu say rồi đánh đập chửi bới, bắt cô phải trả món nợ rượu chè của chính ông ta, làm cho cô phải nghỉ học để đi làm cái việc hạ đẳng mà bản thân mình ghét nhất. Loại người như ông ta, cho dù có xuống địa ngục 100 lần cũng không có tư cách trở thành ba của mình. Ông ta đối xử với mẹ con mình như thế nào? Chẳng lẽ mẹ đã quên rồi sao? Dù ông ta có tệ hại thế nào đi chăng nữa thì sự thật là ông ta vẫn là ba của con. Sự thật đó không bao giờ thay đổi. Cô bật khóc, giọng nói không còn cứng rắn, mạnh mẽ giống như trước đây nữa. Trái tim cô giống như bị chính người mình yêu thương nhất bóp nghẹn.
Mẹ cô đang nói đỡ cho người đã hành hạ bà và con gái của bà sao? Ông ta có thể là chồng của mẹ, nhưng không phải là cha của con. Con cũng không cần mang họ Hà, cũng như việc con không cần phải có một người là cha. Con cút đi, cút khỏi mắt của mẹ đi. Mẹ không thể nào dạy ra một loại hỗn xược vô ơn giống như con được. Bằng Trì quay mặt ra ngoài, cô không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân mình như thế nào nữa. Đau lòng có, tuyệt vọng có, thất vọng lại càng nhiều hơn. Thì ra tất cả những việc mà cô làm, mẹ cô chưa bao giờ ghi nhận. Cô vất vả từ sáng đến tận tối mù để có tiền trả nợ cho người đàn ông đó, để ông ta không còn cớ gì hành hạ mẹ con cô. Những vết thương ông ta gây ra cho cô cũng chỉ biết im lặng chịu đựng một mình, tủi thân mà cũng không dám khóc. Có lẽ cô nuốt quá nhiều nước mắt nên không cảm nhận được vị đắng ngắt và chua chát của nó. Cô mạnh mẽ lạnh lùng trong mắt của Vương Đình Quân, thì giờ đây cũng giống như bao nhiêu người con gái mới lớn khác. Hà Băng Chi không mạnh mẽ giống như vỏ bọc bên ngoài, cô giống như viên pha lê có thể rơi xuống, vỡ tan tành bất kỳ lúc nào. Bị thủy tinh cứa đến chảy cả máu không khóc, bị sỉ nhục ở nơi đông người không khóc, bị gọi là gái bán hoa cũng không khóc, ngay cả việc ba mình mất mạng còn có thể vui vẻ. Vậy mà không thể nào tin được, chỉ cần vài câu nói của mẹ cô, lớp vỏ bọc mạnh mẽ là lập tức tan biến. Tôi tệ lắm có đúng không, Vương Đình Quân? Người đàn ông nghe cô gọi tên mình, anh từ từ tiến gần ngồi bên cạnh cô. Đúng vậy, cô tệ lắm. Giọng nói của anh nghe giống như là mỉa mai hơn là đồng cảm. Tệ đến mức lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Tệ đến mức lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Cô thực sự rất tệ với chính bản thân mình đấy, Băng Chi. Anh quay sang nhìn cô, mặt cô mở to, mọng nước, hàng lông mi khẽ động đậy và run rẩy. Đôi mắt sáng như vì sao đêm, ẩn chứa sự cô độc đến tột cùng của bầu trời. Vương Đình Quân từng nghĩ rằng Băng Chi sinh ra để làm sứ giả của trời đất, cô nắm trong tay sứ mệnh là phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ giống như một người đàn ông. Đi kèm với đó là sự khéo léo của người phụ nữ, vượt qua người bình thường rất nhiều. Nhưng có lẽ anh đã nhầm rồi. Cô thực ra chỉ là một cô gái tuổi mới lớn, đã trải đời mà thôi. Cuộc sống khốc liệt bắt ép cô phải trở nên mạnh mẽ, cho dù bản thân cô không hề muốn như vậy. Tôi mệt quá, tôi thực sự rất mệt. Sáng sớm tôi phải dậy đi làm, buổi chiều tôi đi chăm mẹ, buổi tối thì vào cái nơi nồng nặc mùi rượu là quán bar, đêm thì trả nợ cho bọn xã hội đen. Bây giờ ông ta mất mạng rồi, bọn chúng cũng không còn nữa. Tôi tưởng rằng mình có thể ngủ ngon rồi, vậy mà mẹ tôi lại không chấp nhận tôi. Tôi đã quá chán việc phải tỏ ra bản thân mình ổn rồi. Tôi muốn nói cho mẹ tôi biết rằng tôi rất đau, đặc biệt là khi ông ta đánh tôi. Thực sự là rất đau đớn, rất tệ hại. Vương Đình Quân im lặng nghe cô nói. Anh có thể hiểu được thứ duy nhất mà cô cần là một người lắng nghe cô, thay vì một người chia sẻ. Cuối cùng thì cô cũng đã quay trở về là con người thật của mình rồi. Cô nói ra hết tâm tư được giấu kín bấy lâu nay của mình với Vương Đình Quân, cộng thêm việc khóc quá nhiều làm cho cô ngả vào trong vai anh mà ngủ thiếp đi từ bao giờ không hay. Nước mắt chưa kịp khô đọng lại trên má, cô ở trước mặt của người đàn ông này không có sự phòng bị nào, làm cho anh cảm thấy có chút vui vẻ. Dường như Băng Chi càng ngày càng dựa dẫm vào anh rồi. Anh khoác áo ngoài lên người cô, nhẹ nhàng bế cô vào trong phòng nghỉ, là căn phòng đặc biệt của anh, để cho cô không bị cảm lạnh. Cơ thể mềm yếu vừa nằm trên giường thoải mái đã vội vàng ư a một tiếng đầy kích thích, làm cho người đàn ông đúng là cạn lời với cô. Chỉ biết vội vàng kéo chăn lên cao, đắp kỹ càng cho Băng Chi. Anh vừa đóng cửa nhẹ nhàng đã thấy bóng dáng của mẹ cô ở đằng sau. Thay vì bất ngờ thì sắc mặt của bà rất trầm ổn, giọng nói nhẹ nhàng như thường ngày. Cậu có tình cảm với Băng Chi sao? Vương Đình Quân đương nhiên không che giấu tâm tư. Anh thực lòng thừa nhận tình cảm của bản thân mình với cô. Đúng vậy, cháu rất thích cô ấy. Vậy sau này cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, cô cũng đừng để nó một mình nha. Anh biết lời nói của người phụ nữ này có rất nhiều ẩn ý sâu xa, thế nhưng anh không hiểu rõ
mối quan hệ trong gia đình của cô, cho nên không chắc chắn mình có thể đoán đúng ý của bà. Dạ vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức. Mẹ Hà gật đầu rồi quay trở về phòng bệnh của mình, giao con gái cho Vương Đình Quân có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của bà. Bằng con mắt đã sống hơn chục năm trên cõi đời tẻ nhạt, bà có thể thấy được trong mắt của người đàn ông là sự chung thủy, sâu sắc, pha lẫn ôn nhu khi mà nhìn con gái mình. Gia thế của anh cũng rất tốt, hoàn toàn có thể lo cho con gái của bà chu toàn. Nhưng mà liệu rằng Băng Chi có nhận ra tình cảm chân thành đó hay không đây? Hay là cô vẫn như cũ, không cho người ta có cơ hội bày tỏ thì đã vội vàng cự tuyệt rồi? Bà thực sự rất lo lắng cho con gái. Vương Đình Quân sau khi mà nhận được sự ủy thác của mẹ cô, anh càng hạ quyết tâm phải chinh phục cô cho bằng được, phải làm cho cô mở rộng lòng mình đón nhận anh. Anh có sức hút với tất cả những người phụ nữ, bởi vì anh vốn dĩ là người thừa kế của Vương gia, nhưng lại vô dụng trong mắt của Băng Chi. Cô chỉ xem anh là người bình thường mà đối xử. Đúng lúc này, có tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, đưa anh trở về thực tại. Người đàn ông nhìn cái tên được lưu trong danh bạ thì khuôn mặt giãn ra đôi chút. Bé cưng, gọi anh có chuyện gì sao? Nhớ anh thôi, không được à? Nửa đêm nửa hôm gọi đến để nói nhớ anh sao? Việc em giao cho anh thế nào rồi? Vẫn đang rất tốt. Tuần sau em về nước đấy, nhớ ra đón em nha. Đương nhiên rồi, anh nhớ mà. Vương Đình Quân lộ ra nụ cười bên ngoài, tâm tình vui vẻ hẳn lên. Anh định quay lại phòng để xem Băng Chi thế nào thì chợt nhận ra cô đã đứng đằng sau anh từ bao giờ. Sao em không ngủ thêm một chút nữa đi? Cô cũng muốn ngủ lắm, nhưng bởi vì anh nói chuyện lớn tiếng, cộng thêm việc cô nghe được toàn bộ cuộc hội thoại vừa rồi, nên không còn tâm trạng để ngủ nữa. Trong lòng cô ẩn chứa một nỗi mất mát, một điều gì rất khó nói. Tôi về xem mẹ tôi thế nào. Người đàn ông thấy cô có điều gì né tránh, anh hiểu ra vấn đề, vội vàng giải thích ngay lập tức. Cô gái ban nãy gọi cho anh là Hà An, vị hôn thê của Hàn Nam Phong. Tự dưng cô cảm thấy nhẹ lòng, nhưng mà đáy mắt thì vẫn hiện ra một sự không quan tâm. Giọng điệu vừa chân thực, vừa mang nét đùa cợt. Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi chứ? Rất liên quan đấy. Anh không muốn em hiểu lầm về những vấn đề có liên quan đến anh. Anh càng không muốn em tổn thương rồi lại khóc một mình. Cô nhìn anh đầy bất ngờ, trái tim bé nhỏ vì câu nói đó của anh mà đập liên hồi. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đa tình của người đàn ông trước mặt. Cô sợ bản thân mình sẽ lại say đắm trong nó mãi mãi. Không cần phải quan tâm đến tôi đâu. Chúng ta cũng chẳng có mối liên hệ gì để anh phải làm như vậy cả. Anh nghe cô nói không có liên quan gì của cô thì nhăn mày, không nói bất kỳ điều gì, cầm tay cô kéo về phía mình rồi cúi xuống hôn lên cái môi anh đào của Băng Chi. Cô không chống cự, đã mặc định là bản thân mình nợ anh rất nhiều, cho nên cô cho anh chiếm chút tiện nghi cũng không có gì quá đáng. Vương Đình Quân hôn một lúc rồi buông cô ra, giọng điệu càng thêm sắc mị. Em không chống đối, nghĩa là em cũng có tình cảm với tôi sao? Anh bị ảo tưởng rồi, Vương Thiếu. Tôi chỉ cảm thấy bản thân mình nợ anh quá nhiều, cho nên trả dần thôi. Anh không những không thất vọng, mà còn thấy cô có sức hút hơn rất nhiều. Bờ môi cô ngọt ngào như vậy, thì không biết những thứ khác còn tuyệt vời như thế nào đây. Vậy cho anh ảo tưởng thêm một chút nữa đi. Thật sự là muốn cùng em hôn mãi như vậy. Anh điên thật rồi. Cô mang một bụng tức giận bỏ đi. Nếu như anh muốn chơi, thì cô sẽ chơi với anh đến cùng, để anh biết cảm giác đã dâng tận miệng mà không ăn sẽ khó chịu như thế nào. Tang lễ của ba cô được tổ chức rất sơ sài, nói cách khác là tổ chức đại cho xong. Có thể ông ta lúc sống không được lòng mọi người, thế cho nên người ta cũng chẳng khóc lóc hay là bày tỏ sự thương xót gì cả. Thậm chí có người còn nói may sao ông ta mất mạng sớm. Băng Chi cũng chẳng quan tâm, ngay cả đeo băng tang cô cũng không thèm đeo. Cô vẫn vui vui vẻ vẻ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, đến tối thì về nấu cơm mang vào trong bệnh viện cho mẹ cô. Vương Đình Quân ngày nào cũng đến chỗ cô làm đón cô trở về, còn nếu anh bận thì cho tài xế đến đón.
Vì chỗ của cô vắng vẻ và nhiều tệ nạn xã hội nên anh cũng không yên tâm về cô là mấy. Anh ra hiệu cho cô sau khi mà chăm sóc mẹ thì đến văn phòng anh có chuyện cần bàn bạc. Có chuyện gì sao? Cô đóng cửa, ngồi xuống sofa gần đó. Đối diện là Vương Đình Quân đang cầm tập hồ sơ. Cô lên tiếng hỏi. Anh xem qua đôi chút hồ sơ rồi đặt nó trước mặt cô. Anh có đề nghị như thế này. Nơi ở hiện tại của em anh cảm thấy không ổn lắm, cho nên anh đã mua cho em một căn nhà khác. Nó ở trung tâm thành phố. Em thấy thế nào? Bằng Chi cầm hồ sơ lên xem đôi chút, cuối cùng thì cô chọn cách gấp nó lại và trả về cho người đàn ông. Chúng ta không có mối quan hệ đặc biệt đến mức anh tặng nhà cho tôi đâu. Vậy em và Nam Phong có mối quan hệ đặc biệt như thế nào mà em lại nhận sự dây chuyền bí mật của biển hàng triệu đô la cậu ta tặng chứ? Cô giống như nhớ ra một điều gì đó, lục lọi trong túi sợi dây chuyền xanh dương tuyệt đẹp, đặt vào trong lòng bàn tay của Vương Đình Quân. Anh và anh ta là bạn của nhau mà tôi quên mất. Vậy thì nhờ anh mang trả cho anh ta giúp tôi nhé. Vương Đình Quân tưởng rằng cô sẽ nổi điên lên và hỏi anh lý do tại sao anh lại biết chuyện về sợi dây chuyền. Nhưng hành động của cô lại ngớ ngẩn hơn anh nghĩ rất nhiều. Chẳng phải em yêu tiền sao? Sợi dây chuyền này có trị giá hàng triệu đô đấy. Tôi yêu tiền là thật, nhưng mà anh thử nghĩ xem, sợi dây chuyền này đắt đỏ như vậy, tôi đem đi đổi, người ta nghĩ tôi ăn trộm thì làm sao nào? Cô ngây ngô trả lời. Thà rằng Hàn Nam Phong đưa cho cô một sấp tiền mặt như bình thường có phải là nhanh chóng không? Tự dưng lại tặng cô dây chuyền để làm gì? Bây giờ trả lại cũng khó khăn, bán đi thì không được. Vậy nếu tôi cho em tiền, em có thể ở bên tôi giống như đã từng ở bên cạnh Hàn Nam Phong hay không? Cô suy nghĩ rồi không do dự mà lắc đầu. Cô biết anh là một người đàn ông tốt, cô không muốn dây dưa với Vương Đình Quân để rồi phá hoại sự nghiệp mà bấy lâu nay anh xây dựng. Vì một người như cô thật sự không xứng đáng. Tại sao Hàn Nam Phong thì được, còn tôi thì lại không chứ, Băng Chi? Người Hàn Nam Phong qua lại là Hứa Anh, còn người đang ngồi trước mặt anh là Băng Chi. Nghĩ sao thì nghĩ, cô thật sự không dám trèo cao. Vốn dĩ mối quan hệ của cô và Vương Đình Quân ngay từ đầu chỉ là đối tác làm ăn sòng phẳng mà thôi. Ai ngờ được một người hoàn hảo như anh lại có tình cảm với cô cơ chứ? Tôi đã nói xong hết những điều cần nói rồi. Mối quan hệ của chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức độ bạn bè. Nếu như anh muốn tiến xa hơn thì e rằng ngay cả bạn bè chúng ta cũng không làm được rồi. Cô nói xong thì đứng dậy rời khỏi phòng, để lại người đàn ông với một mớ suy nghĩ hỗn loạn ở trong đầu. Nếu cô không có một chút tình cảm nào với anh thì tại sao lại chấp nhận nụ hôn của anh cơ chứ? Lại còn tỏ thái độ buồn bã khi anh nói chuyện cùng với người con gái khác. Thật sự thì Vương Đình Quân rất muốn biết cảm giác của Hàn Nam Phong khi mà ôm cô vào trong lòng như thế nào. Anh cũng muốn nghe những lời ngọt ngào phát ra từ miệng của Băng Chi, muốn cô nhờ vả anh như cái cách mà cô vẫn thường làm với Hàn Nam Phong. Làm thế nào tôi có thể theo đuổi em được đây, Băng Chi? Băng Chi ra khỏi phòng làm việc của Vương Đình Quân, liền đi dạo xung quanh bệnh viện để hít thở một chút không khí trong lành cuối ngày. Cô vô tình nhìn thấy mẹ cô đang ngồi trên hàng ghế, đôi mắt buồn đăm chiêu nhìn xa xăm. Tuy rằng cô có chút thất vọng vì việc mẹ cô chỉ trích, nhưng mà người duy nhất trên đời yêu cô thật lòng cũng chỉ có mẹ thôi. Vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ nên cô chỉ biết im lặng tiến đến ngồi bên cạnh bà, không nói bất kỳ điều gì cho đến khi mà mẹ cô mở lời nói trước. Mẹ xin lỗi con, Băng Chi, mẹ sai thật rồi. Mẹ Hạ đang nói chuyện với cô, nhưng mà đôi mắt của bà không nhìn thẳng vào cô mà nhìn chăm chăm về hướng vô định. Cô nắm tay mẹ, lắc đầu, giọng nói cũng vì mẹ cô mà hạ thấp. Mọi chuyện không phải là lỗi của mẹ đâu, chỉ là con, tại con không hiểu chuyện thôi. Mẹ cô lắc đầu, mọi sự đau khổ mà con gái bà phải chịu đựng là do bà gây ra, thế cho nên bà đành nói sự thật cho Băng Chi biết. Thực ra Hà Kỳ không phải là ba ruột của con. Ông ta mất đi rồi, mẹ rất nhẹ lòng,
thậm chí còn vui mừng hơn cả con nữa. Nhưng lúc đó có Vương Đình Quân ở đó, con không nên nói về chuyện gia đình của mình như vậy đâu. Cô gật đầu là do cô suy nghĩ không chu toàn rồi. Nhưng mẹ cô cuối cùng cũng thừa nhận Hà Kỳ không phải là ba ruột của cô. Vậy ba ruột của cô là ai? Ai là người đã bỏ rơi mẹ con cô cho một kẻ vũ phu, cờ bạc rượu chè giống như ông ta cơ chứ? Vậy mẹ có thể nói cho con biết ba ruột của con là ai được không? Mẹ Hạ lại suy nghĩ về quá khứ của bản thân. Hồi trẻ, bà cùng với Mục Lãng yêu nhau. Ông ta là người của xã hội đen, cho nên gia đình của bà ngăn cấm rất quyết liệt. Họ nhẫn tâm gả bà cho Hà Kỳ trong khi bà đang mang cốt nhục của Mục Lãng. Thế rồi Hà Kỳ làm ăn phá sản và rơi vào trong rượu chè bê tha. Một thời gian sau, Băng Chi ra đời, cô lại không mang nhóm máu của cả hai người. Kể từ đó Hà Kỳ càng hận vợ và căm ghét đứa con gái không cùng huyết thống. Còn về Mục Lãng, sau bao nhiêu năm không hề tin tưởng bà yêu ông tha thiết. Ông tin rằng Băng Chi là con của mình nhưng lại nghi ngờ tình cảm bà dành cho ông. Ngày bà lên xe hoa cùng với Hà Kỳ, ông không đến, không hề đến mang bà đi giống như những gì mà ông đã hứa. Bà chỉ đành nuốt nước mắt mà trông cậy vào Hà Kỳ, trông cậy ông ta sẽ đối xử tốt với bà một chút, nhưng mà cuối cùng thì chỉ nhận về những vết thương về thể xác và tinh thần. Bà không hề muốn Băng Chi nhận Mục Lãng hay là Hà Kỳ làm cha, bởi vì cả hai người đều không xứng đáng. Mục Lãng đã hứa rằng sẽ bảo vệ cho Băng Chi một cách chu toàn, còn lúc nào ông nhận Băng Chi thì bà không biết. Một ngày nào đó, ông ấy sẽ đến tìm con thôi, Băng Chi. Mẹ Hạ đưa mắt nhìn bầu trời u tối, không có bất kỳ ngôi sao nào tỏa sáng. Có lẽ bà không còn sống được bao lâu nữa, sẽ đến một lúc nào đó bà phải trả giá cho tội lỗi của bản thân. Con cứ yên tâm mà sống cuộc đời bình an. Bà còn đã hứa sẽ bảo vệ cho con chu toàn rồi. Băng Chi không muốn bà đề cập đến chuyện đau lòng này nữa, cô liền đánh trống lảng sang chuyện khác. Ở bên ngoài lạnh lắm, mẹ vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Bà gật đầu rồi vào bên trong bệnh viện để cô ngồi đó một mình ở bên ngoài. Tuần sau mẹ cô sẽ được phẫu thuật để loại bỏ khối u. Bà sẽ khỏe mạnh như lúc trước thôi, sẽ không rời bỏ cô. Người đàn ông từ trên lầu nhìn xuống thấy cô đang ngồi một mình. Dường như xung quanh cô chỉ còn lại sự cô đơn và nỗi buồn vô tận. Nụ cười vô cùng hiếm thấy trên khuôn mặt của cô. Khoảnh khắc Vương Đình Quân muốn ôm cô vào trong lòng và nói với cô rằng có anh ở đây rồi. Thế nhưng anh lại không thể nào làm được. Băng Chi luôn nghĩ rằng bản thân mình không xứng đáng với anh. Nhưng mà thực ra người không xứng đáng nhất chính là Vương Đình Quân. Anh thật sự rất nể phục cô về những gì mà cô đã trải qua, càng nghĩ càng xót xa, thay vì giống như người khác miệt thị cô. Cô vẫn đến cửa hàng tiện lợi làm thêm như bình thường. Đang loay hoay xếp đồ lên tủ thì điện thoại trong túi reo lên liên tục. Alo, tôi nghe đây. Cô có phải là người nhà của bệnh nhân Thiên My hay không? Đúng vậy, đó là mẹ tôi. Có chuyện gì xảy ra sao? Cô đến bệnh viện gấp đi, mẹ cô đang trong tình trạng nguy kịch rồi. Tin tức quá bất ngờ, giống như sét đánh ngang tai của Băng Chi. Chẳng phải ngày hôm qua mẹ cô vẫn còn rất tốt sao? Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra rồi. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi bắt một chuyến xe đến bệnh viện. Mẹ tôi đang ở đâu rồi? Hộ sĩ liền ngăn cản cô ở bên ngoài, không cho phép cô vào trong phòng phẫu thuật. Một cô y tá có mặt ở đó lên tiếng ngăn cản. Viện trưởng đang làm phẫu thuật cho mẹ cô rồi, cô yên tâm. Đúng vậy, tay nghề của Vương Đình Quân sẽ không bao giờ thất bại. Chắc chắn anh sẽ cứu sống được mẹ cô mà thôi. Cô lo lắng ngồi bệt trên hàng ghế ở trước phòng phẫu thuật. Cô không dám nhìn thẳng vào căn phòng kinh hoàng kia. Cô sợ chuyện gì không tốt sẽ xảy ra. Thời gian phẫu thuật kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ. Ở trên trán của Vương Đình Quân đã hẳn lên những giọt mồ hôi cùng với sự kích động trong mắt anh. Cuộc phẫu thuật kết thúc, Vương Đình Quân lặng lẽ đi ra ngoài, đã nhìn thấy Băng Chi đang hướng mắt về phía của mình. Mẹ tôi ổn rồi có đúng không? Cô hỏi như vậy, anh cũng không biết trả lời làm sao cho đúng nữa, nhẹ nhàng tiến đến xoa đầu cô gái nhỏ.
Tôi xin lỗi. Cô nhắm chặt mắt để nước mắt không rơi xuống, nhưng cuối cùng cô không làm được. Tại sao lại nói xin lỗi cô? Hôm nay anh bị cái gì vậy chứ? Anh trả lời đi, mẹ tôi ổn mà, có đúng không? Cô đứng thẳng đối diện với người đàn ông, ánh mắt đau lòng của anh nhìn cô. Cô nắm chặt tay anh, nhấn mạnh một lần nữa. Anh trả lời tôi đi chứ, đừng xin lỗi tôi xin anh đấy. Anh biết cô đau lòng, không thể nào chấp nhận sự thật tàn khốc. Nhưng cô bắt buộc phải đối diện tôi, cô bắt buộc phải chứng kiến sự đau khổ cuối cùng trong cuộc đời của mình. Mẹ em nói rằng bà ấy rất yêu em và không muốn nhìn thấy em khóc đâu. Cô không thể nào chống đỡ bản thân mình ngồi gục xuống đất mà khóc đến thương tâm. Những giọt nước mắt nóng hổi giống như pha lê trong suốt rơi xuống nền đất lạnh giá, phản chiếu hình ảnh tuyệt vọng của một cô gái mới lớn. Băng Chi, Băng Chi. Vương Đình Quân gọi mãi cô mới tỉnh giấc, nước mắt vẫn còn đang đọng lại nơi khóe mi lăn dài ở trên má. Hôm nay cô lại mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ đau khổ, mà sự đau khổ này đã kết thúc từ 3 tháng trước. Em lại gặp ác mộng sao? Vương Đình Quân lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, tiện tay ôm cô vào trong lòng an ủi. Không sao rồi, Băng Chi. Cô bám víu lấy tay của anh, giống như bám víu lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng trong cuộc đời. Hôm tang lễ mẹ cô, không một ai đến tham gia, ngoài một người đàn ông có dáng người cao, hơi gầy, đeo kính râm, đội chiếc mũ màu đen che đi nửa khuôn mặt. Ông ta nhìn chằm chằm vào di ảnh của mẹ cô rất lâu rồi mới rời đi. Mà bản thân Băng Chi lúc đó vì quá đau khổ nên chỉ biết ngồi bên cạnh mà khóc suốt. May mắn sao Vương Đình Quân luôn luôn ở bên cạnh cô trong giai đoạn khó khăn nhất. Anh cũng có thể là đang chuộc lỗi cho cuộc phẫu thuật thất bại của mẹ cô. Không những vậy, anh còn đưa cô về nhà để chăm sóc. Từ đó đến nay cũng được 3 tháng rồi. Cô biết anh cảm thấy tội lỗi, muốn bù đắp. Hoặc có thể là anh đang rủ lòng thương xót một đứa trẻ bất hạnh, mất cả cha lẫn mẹ, bị cả hai người bỏ rơi. Cô tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ chìm đắm vào thứ tình cảm thương xót do anh mang tới, rồi ảo tưởng đó là tình yêu chân thành. Hôm nay anh không đi làm sao? Cô nhẹ giọng lên tiếng. Nếu không thì anh cứ như vậy mà ôm cô cả ngày mất. Em muốn anh đi làm thì anh sẽ đi. Em chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi. Cô rời khỏi vòng tay đang ôm lấy mình, lạnh nhạt lên tiếng đáp. Vương Đình Quân biết cô vẫn khó chịu với anh, hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi. Anh biết cô vẫn không chấp nhận mình, muốn bù đắp cho cô thật tốt. Nhớ đến lời nói của mẹ cô dặn dò anh trước khi bà nhắm mắt. Giao Băng Chi cho con đấy, con hãy yêu thương nó. Chỉ cần một chút sự thương xót dành cho đứa trẻ tội nghiệp đó thôi. Anh đương nhiên không thương xót cô. Anh thương cô thật lòng, thương cô đến mức mà không muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó rơi ra bất kỳ một giọt lệ nào. Sau khi Vương Đình Quân rời đi, Băng Chi theo thói quen ngồi lên thành cửa sổ nhìn xuống dưới để tiện anh. Cô thực sự muốn nhìn thấy người đàn ông đó thêm một lần nữa. Muốn hỏi rằng ông có thật sự là cha của cô không? Muốn hỏi lý do tại sao lại rời bỏ mẹ con cô? Muốn hỏi ông có từng yêu cô bao giờ không? Có tiếng gõ cửa phòng vang lên, người hầu mang đồ ăn sáng đặt trên bàn giúp cô, rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Bởi vì cơ thể có chút mệt mỏi nên cô không ăn quá nhiều, chỉ uống cốc sữa cho qua bữa. Thật sự là cô muốn đi ra ngoài để tâm trạng có thể khá hơn đôi chút. Nhưng Vương Đình Quân lại không đồng ý. Anh nói rằng thế giới này có thể làm hại cô. Ngày ngày cô chỉ quanh quẩn ở trong phòng vẽ vài bức tranh cũng nhanh chán. Hôm nay cô quyết tâm phải ra ngoài cho bằng được. Trước tiên là gọi điện thông báo cho anh một tiếng trước. Alo, có chuyện gì sao em? Tôi muốn ra ngoài mua chút giấy vẽ. Em cần giấy gì thì cứ nói với người hầu để họ mua cho em. Tôi muốn ra ngoài cơ. Vậy anh sẽ cho vệ sĩ đi cùng em. Em ra ngoài một mình nguy hiểm lắm đấy. Cũng được. Thà có vệ sĩ đi cùng còn hơn là cô không được ra ngoài. Băng Chi nhanh chóng thay trang phục. Có một chiếc xe đậu sẵn ở bên ngoài. Tài xế mở cửa cho cô bước vào. Tiểu thư muốn đi đâu ạ? Tôi muốn đến Nghĩa Trang X.
chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến nơi mà cô yêu cầu. Nếu lúc trước muốn đi đâu đều phải đội nắng, chạy nhanh ra xe buýt, rồi chắc chưa tiết kiệm từng đồng cho cuộc sống sau này. Bây giờ chỉ cần một cuộc điện thoại lại có thể ngồi xe hơi mát mẻ, không sợ nắng, không sợ mưa. Trang phục trên người thì toàn là đồ đắt tiền, nhưng cô sẽ không được tận hưởng bao lâu nữa. Cho đến khi mà nữ chủ nhân kế nhiệm của nhà họ Vương xuất hiện, cô vẫn sẽ nhận được sự thương xót của Vương Đình Quân. Nhưng cho đến một lúc nào đó, cô sẽ quay trở về với con người trước kia. Con người phải nhìn người ta để mà sống. Dạ, đã đến rồi, mời tiểu thư. Vệ sĩ lấy ô ra che nắng cho cô. Cô đi từng bước vào bên trong nghĩa trang. Từ đằng xa cô đã nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang quỳ ở đó nói chuyện với mẹ cô. Bằng Trì ra lệnh cho vệ sĩ đứng đằng xa để chờ đợi. Cô đi đến sau lưng của người đàn ông, không do dự ngồi xuống bên cạnh mộ của mẹ cô. Con nhớ mẹ lắm. Hoa tươi được người làm thay mỗi ngày, hình ảnh mẹ cô đang cười hạnh phúc ở ngay trước mắt, nhưng lại xa vời, không thể nào chạm tới. Chính là ông, chính ông đã phụ bà ấy. Cô lạnh giọng lên tiếng trước, mặt cô vẫn hướng về khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ của người phụ nữ trung niên. Ánh mắt của bà lại hướng về ông ta. Xin lỗi. Lại là xin lỗi. Đây là từ mà cô ghét nhất trên cuộc đời này. Các người làm sai rồi các người xin lỗi. Xin lỗi thì có thể giúp ích được cái gì cơ chứ? Xin lỗi rồi mẹ cô có thể sống lại sao? Xin lỗi có thể đánh đổi tình yêu của bà dành cho người đàn ông này sao? Tại sao cứ làm sai rồi lại xin lỗi? Tôi ngưỡng mộ tình yêu mẹ tôi dành cho ông, thậm chí còn nhiều hơn tình yêu bà dành cho tôi. Tại sao bà có thể yêu loại người giống như ông cơ chứ? Không công bằng, không công bằng một chút nào. Người đàn ông này chính là Mục Lãng. Ông ta biết tội lỗi của mình, có mất mạng 1000 lần thì cũng không thể nào hết tội, nên cứ để cho cô trách móc. Ông cũng không có ý định trốn tránh. Tại sao ông lại không thể bảo vệ bà ấy chứ? Cô quay sang nhìn người đàn ông đang cúi gằm mặt xuống. Loại người hèn nhát như vậy mà có thể là ba ruột của cô sao? Tại sao ông lại bỏ rơi tôi? Mục Lãng đưa mắt lên nhìn cô gái sắp khóc ở trước mặt mình. Cô có đến 3 phần tính cách giống ba mình, 7 phần còn lại là xinh đẹp giống mẹ cô. Ta vẫn luôn luôn bảo vệ con. Bảo vệ sao? Bảo vệ cái quái gì? Ông nhìn cho kỹ đi. Đây là do Hà Kỳ gây ra. Tất cả đều là do ông ta gây ra đấy. Cô vừa nói vừa đưa đôi tay hẳn nhiều vết thương nặng nhẹ ra trước mặt của Mục Lãng. Nỗi xót con từ tận đáy lòng dâng lên. Chẳng phải ta đã lấy mạng ông ta rồi sao? Đó chính là việc tốt nhất mà ông đã làm đấy. Thay vì bất ngờ vì người trước mặt mình từng lấy mạng người, thì cô lại có thể lạnh nhạt nói ra được câu đó. Tính cách của cô thật sự rất giống Mục Lãng, đó chính là rất tàn nhẫn. Ta sẽ lấy mạng tất cả những người nào muốn hại con. Cô đứng lên tiến về chỗ của vệ sĩ đang canh gác. Trước khi đi cũng không quên nhìn người đàn ông đó một lần cuối cùng. Ông tốt nhất nên làm được những gì mà ông đã nói. Đừng ai trách cô là máu lạnh tàn nhẫn. Đó chính là do cuộc đời, một dòng luân hồi, cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Cô không hại người thì người cũng đừng nghĩ đến việc hại cô. Bằng Trì kiểm tra điện thoại, thấy có hơn chục cuộc gọi nhỡ, đều là của Vương Đình Quân gọi đến. Sợ anh lo lắng quá mức cho nên cô gọi lại. Có chuyện gì sao? Em đang ở đâu thế? Anh gọi cho em biết bao nhiêu cuộc mà em không nghe máy. Xin lỗi, tôi tắt nguồn. Vậy bây giờ em đã trở về biệt thự chưa? Về rồi đây. Vốn định cùng em ăn trưa, nhưng mà thôi vậy. Anh đang ở trong bệnh viện sao? Đúng vậy, nhưng em đừng đến đây. Thật ra thì Vương Đình Quân sợ cô đến nơi này lại nhớ về mẹ, người mà đạo khuất, rồi sinh đau buồn, cho nên anh mới ngăn cản cô. Tôi ổn mà, đợi lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện tìm anh. Tài xế không trở về hướng biệt thự mà quay trở lại bệnh viện của Vương Đình Quân. Cô mở cửa bước xuống xe đã thấy anh cầm dù đợi sẵn cô ở đó rồi. Buổi trưa nắng lắm, anh sợ em sẽ bị cảm mất. Trái tim của cô vì câu nói này mà đập lên thình thịch
người đàn ông trước mặt cô quá chu đáo rồi. Cô đỏ mặt, vội vàng đi vào bên trong trước anh. Mùi thuốc sát trùng từ trong bệnh viện làm cho cô khó chịu, cau mày. Đừng vào bên trong nữa, anh đưa em đi ăn nha. Hai người đi ra nơi phục vụ ăn uống cho các bác sĩ và nhân viên y tá của bệnh viện. Vương Đình Quân là viện trưởng, cho nên phần ăn lại càng nhiều và phong phú hơn bao giờ hết. Bằng chi để ý đến những ánh mắt xăm soi của đồng nghiệp đang nhìn chằm chằm cô, rồi lại quay sang bàn tán với nhau, thiếu điều muốn cho cô nghe thấy. Anh muốn công khai tôi với bọn họ sao? Anh cười, cảm thán trước sự thông minh sẵn có của Băng Chi. Đúng vậy, để sau này nếu như em biến mất thì tôi còn dễ tìm, với tư cách là phu nhân viện trưởng chứ. Cô nở ra nụ cười rất sâu, nhìn anh trìu mến, nhưng mà cô lại đập mạnh bàn xuống, làm cho cả hội trường, nhà ăn đều im lặng. Tiếp đến là giọng nói nhỏ, đủ để cho mỗi một mình anh nghe thấy. Vậy phu nhân viện trưởng đang vô cùng không thoải mái, phiền viện trưởng cho bọn họ im miệng một chút đi. Nói xong thì cô lại trở về dáng vẻ tao nhã vốn có, thưởng thức bữa trưa của mình. Vương Đình Quân tất nhiên hiểu ý của cô nói, đó chính là đang nhắm đến đám người dòm ngó hai người ở xung quanh. Tâm trạng của phu nhân tôi không được tốt, phiền mọi người giữ trật tự. Cảm ơn. Viện trưởng đã đích thân lên tiếng thì những người xung quanh làm sao mà dám mở miệng có ý kiến này kia. Bọn họ chỉ có thể tập trung ăn hết phần thức ăn của mình rồi đứng dậy, nhường không gian yên tĩnh cho cả hai. Vậy em đồng ý làm phu nhân của tôi rồi, có đúng không? Bằng Trì lấy khăn giấy lau miệng sạch sẽ, lau đi đồ ăn còn sót lại, không nhanh không chậm mà lên tiếng trả lời. Phân biệt rõ sự yêu thương từ trái tim và sự thương xót từ lý trí đi, anh không nên nhầm lẫn đâu, Vương Đình Quân. Cô định rồi đi đã bị người đàn ông kéo lại, ánh mắt dâng lên nỗi buồn chua xót khó tả. Anh biết chính xác bản thân mình muốn cái gì, và anh muốn em, Hà Băng Chi. Cô đặt tay lên tay anh, giọng nói dịu dàng như lúc ban đầu. Về nhà đi, rồi chúng ta nói sau. Ở đây là bệnh viện, tránh gây náo loạn, ảnh hưởng đến người khác. Anh biết bản thân mình không suy nghĩ chu toàn, liền buông tay cô ra, lặng lẽ tiến cô ra bên ngoài. Tối nay chúng ta sẽ nói chuyện sau, còn bây giờ thì tập trung vào công việc cho tốt và cứu thêm nhiều người nha, Vương Đình Quân. Anh gật đầu rồi mở cửa xe giúp cho cô. Anh nhìn cô rồi đi mới yên tâm quay trở về bệnh viện, tiếp tục xử lý đống công việc còn đang dang dở. Vương Đình Quân suy nghĩ đến câu nói ban nãy của cô lúc ở trong nhà ăn. Tình cảm của anh đơn giản là muốn ở bên cạnh cô gái đó, muốn hiểu cô nhiều hơn, muốn che chở cho cô mà thôi. Anh không nghĩ nhiều rằng việc đó xuất phát từ trái tim yêu thương hay lý trí cảm thấy tội lỗi. Anh không nghĩ rằng mọi chuyện lại phức tạp hơn rất nhiều so với những gì mà anh tưởng tượng về tình yêu. Chẳng lẽ giữa anh và cô luôn luôn có một khoảng cách vô hình nào đó, để cho cô nghĩ mọi sự yêu thương và quan tâm của anh xuất phát từ sự thương hại hay sao chứ? Gần 6 giờ tối, Vương Đình Quân bắt đầu thu xếp tài liệu bệnh án để mà chuẩn bị tan làm. Nếu như bình thường thì có khi anh sẽ nghỉ ngơi trong bệnh viện luôn. Nhưng giờ đây ở nhà vẫn có người đang chờ anh trở về, anh phải về chứ. Vương Đình Quân lái xe vào trong sân của căn biệt thự, đưa chìa khóa cho tài xế. Anh vui vẻ đi vào bên trong, đã thấy Băng Chi đang ngồi trên sofa để xem TV. Em không thấy vui sao? Cô lắc đầu, quay sang nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai của người đàn ông trước mặt, rồi nhẹ nhàng lấy tay chạm lên má của anh. Hôm nay tôi đến thăm mẹ thì tôi gặp được một người đàn ông. Sau đó mọi chuyện thế nào? Ông ta là ba ruột của tôi. Anh nghe thấy giọng nói của cô có chút run rẩy, như đang khó xử. Anh nắm tay cô an ủi để cô tiếp tục câu chuyện. Tôi muốn anh điều tra giúp tôi về người đàn ông đó. Vương Đình Quân gật đầu rồi nhanh chóng phân phó việc điều tra cho vệ sĩ. Anh ngồi đến gần cô mà nói, em lấy cái gì để trao đổi đây? Cô cư nhiên có tính toán trước rồi. Cô đứng dậy hôn nhẹ lên trán của Vương Đình Quân, bày tỏ sự cảm kích. Nếu như anh làm xong việc này
thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu nhau, có được không? Trái tim của anh giống như dừng lại một nhịp vì sự đáng yêu đến mức chết người của cô. Thì ra cô gái nhỏ đã mở lòng với anh từ trước rồi, vấn đề là cần thêm lý do mà thôi. Em hứa rồi đấy nhá. Cô gật đầu, liền nghe thấy điện thoại vang lên tiếng chuông, nhưng là điện thoại của anh, không phải của cô. Anh nghe máy đi kìa. Người đàn ông nhìn số điện thoại hiện ra tên của Hàn Nam Phong thì ngán ngẩm bắt máy. Có chuyện gì nói đi. Cậu đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào thế? Hôm nay Hà An về nước đấy. Chết tiệt, tôi lại quên mất. May cho cậu đấy nhá, ra sân bay đón đi, còn một tiếng nữa là máy bay hạ cánh rồi. Được rồi, tôi sẽ ra ngay đây. Vương Đình Quân tắt điện thoại, trầm tư suy nghĩ. Việc quan trọng thế này, tại sao anh lại quên được cơ chứ? Có lẽ kể từ khi mà có Băng Chi ở bên cạnh, trong đầu anh đã không còn bất kỳ một người nào khác nữa rồi. Em có muốn ra sân bay cùng anh không? Cô gật đầu. Mặc dù cô không biết ra sân bay để làm gì, nhưng mà ở nhà mãi thì cũng chán lắm. Ra ngoài thay đổi không khí cũng không tệ. Vậy em thay đồ đi, nhớ mặc áo ấm vào đấy, buổi tối ở bên ngoài lạnh lắm. Cô nhanh chóng về phòng ngủ, thay ra một chiếc váy dài đến đầu gối, thêm một chiếc áo blazer mỏng cùng với khăn quàng cổ để giữ ấm. Xong xuôi đâu vào đó, liền xuống dưới nhà để tìm anh. Người đàn ông lái chiếc xe sang trọng đến trước biệt thự, mở cửa xe cho cô đi vào. Hai người cùng nhau đến sân bay quốc tế. Lần đầu tiên cô được đến cái sân bay nó to thế này, cũng là lần đầu tiên cô được thấy một chiếc máy bay thật sự ở bên ngoài. Anh nhìn thấy cô ngơ ngác thì nắm tay cô không rời, sợ cô sẽ lạc mất. Đi bộ một lúc đã thấy cánh tay của Hàn Nam Phong đang vẫy vẫy về phía của hai người. Hàn Nam Phong nhìn cô gái đi cùng với Vương Đình Quân có chút quen thuộc, anh ta lên tiếng hỏi luôn. Cô là Băng Chi sao? Cô cười công nghiệp nhìn Hàn Nam Phong, bình tĩnh lên tiếng. Lúc trước thì là Băng Chi, còn bây giờ tôi là Vương Phu Nhân rồi. Vương Đình Quân liền che miệng để cười, đúng là chọc tức Hàn Nam Phong mà. Cô chọn đúng mỏ rồi đấy. Cô biết Hàn Nam Phong chính là đang cố tình khiêu khích cô, vậy thì cô ngu gì mà không đáp trả cơ chứ? Vậy cũng phải thôi, ai mà đi đào cái mỏ rỗng bao giờ? Hàn Nam Phong biết mình đang bị cô đùa nhưng không hề tức giận, chỉ biết mỉm cười nhắc nhở Vương Đình Quân. Cậu dạy dỗ lại phu nhân nhà cậu đi. Vương Đình Quân hôn lên trán của cô trước mặt của tất cả mọi người, giọng nói dịu dàng chưa bao giờ nghe thấy, lại đang nói với chính cô. Ít ra tôi còn có phu nhân để dạy, còn những người khác thì không. Giang Bắc Minh cùng với Mộ Chiến Bắc nghe được như vậy chỉ muốn lao vào mà đánh nhau cùng với Vương Đình Quân. Ai nói bọn họ không có phu nhân cơ chứ, chỉ là bọn họ chưa thích lấy vợ sớm mà thôi. Mọi người đang nói gì mà vui thế? Người xuất hiện là Hà An. Cô ta kéo vali, ngó đầu vào cuộc nói chuyện của bọn họ, làm cho cả đám người đều không khỏi bất ngờ. Chào mừng bảo bối của tụi anh về nước nha. Bộ Chiến Bắc vừa nói vừa xoa đầu Hà An, rồi kéo vali giúp cô ta. Hà An nhìn tất cả mọi người một lượt, nhìn thấy có một cô gái xuất hiện ở đây làm cho cô ta không khỏi tò mò. Chị này là ai thế? Vương Đình Quân mỉm cười giới thiệu về Băng Chi với Hà An. Đây là phu nhân tương lai của anh đấy, vẫn đang trong quá trình theo đuổi cô ấy. Băng Chi mỉm cười hiền lành rồi bắt tay với Hà An. Chào em, chị là Băng Chi. Em là Hà An, Hoàng Hà An. Mà chị xinh thật đấy. Em cũng rất xinh đẹp. Cả hai người phụ nữ cho dù mới gặp nhau lần đầu tiên nhưng đều có thiện cảm tốt dành cho đối phương. Hàn Nam Phong cuốn khăn quàng cổ cho Hà An để giúp cô ấy giữ ấm. Lạnh lắm đấy, đeo khăn quàng vào. Hành động bé nhỏ làm cho trái tim của người thiếu nữ không khỏi rung động. Cảm ơn anh, em cảm động lắm. Hàn Nam Phong cười rồi xoa đầu của Hà An. Đương nhiên là phải đối xử tốt với vị hôn thê của mình rồi. Hà An thấy mọi người có mặt đông đủ liền đưa ra đề nghị. Nhân tiện có mặt tất cả mọi người ở đây, chúng ta mau tìm chỗ nào đó để nhậu một trận cho đã đời đi. Hà An ở nước ngoài cùng với gia đình
cho nên tính cách của cô ấy rất hào phóng, không giống như những người con gái truyền thống khác phải theo quy củ. Ba mẹ cô ấy cũng rất thoải mái trong việc nuôi dạy con cái. Hàn Nam Phong đặt sẵn một nhà hàng cao cấp để mà chào mừng cô ấy về nước. Sau khi ổn định chỗ ngồi, phục vụ bắt đầu dọn lên thức ăn. Từ đầu đến cuối, Hà An vẫn chăm chú nhìn Băng Chi, làm cho cô không khỏi ngại ngùng. Cô hơi kéo tay áo của Vương Đình Quân, nói nhỏ vào tai của anh: "Cô ấy cứ nhìn em từ nãy đến giờ." Vương Đình Quân cười cười, nắm tay cô an ủi: "Không sao đâu, cho là cô ấy thấy lạ cho nên nhìn một chút thôi." Cô nghe anh nói như vậy cũng chỉ biết gật đầu. Cô không để tâm mà bắt đầu dùng bữa. "Chị Băng Chi là tiểu thư của gia đình nào thế?" Giọng nói trong trẻo của Hà An vang lên, dường như đánh động mạnh mẽ vào tâm trí của cô, làm cho cô dừng động tác trên tay, không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào nữa. Băng Chi còn đang không biết phải nói gì thì Vương Đình Quân đã lên tiếng trước: "Thế em thấy thì có vị tiểu thư nhà nào mà so sánh được với phu nhân của vương gia cơ chứ?" Hà An là người trong giới thượng lưu kể từ khi được sinh ra, cô ta hiểu rõ ngầm ý mà Vương Đình Quân muốn nói là cái gì. Hàn Nam Phong nhận thấy bầu không khí đang vui vẻ tự dưng lại trở nên khó xử, anh ta lên tiếng hòa giải: "Em lo mà ăn đi Hà An, quản lý chuyện nhà cậu ta để làm cái gì cơ chứ? Bình thường tính khí cậu ta đã không tốt rồi, em không nên dây vào thì tốt hơn." Vương Đình Quân mặc kệ Hàn Nam Phong luyên thuyên về mình, anh gắp đồ ăn tươi ngon để vào trong bát của Băng Chi, cho cô ăn một cách tự nhiên nhất. Cô mới đầu còn hứng thú ra ngoài chơi, nhưng bây giờ thì hoàn toàn bay sạch hứng thú rồi. Cô thực sự là không muốn rơi vào trong tình thế khó xử như thế này một chút nào, lại còn bị mấy người kia thì nhau nói này nói nọ, hàm ý toàn là chê bai. Vương Đình Quân cũng để ý, từ lúc nãy đến giờ sắc mặt của cô không được tốt, nhưng bọn họ lại không thể nào tùy tiện mà rời đi. Có vẻ cô không trụ thêm được nữa, anh đành lên tiếng mà nói: "Tôi còn có công việc chưa giải quyết nên tôi phải đi trước đây. Quà tặng thì anh sẽ cho người chuyển đến chỗ em sau nha, Hà An." Hà An bĩu môi nhìn Vương Đình Quân, khuôn mặt hơi nhăn lại, tỏ ra không hài lòng. "Em biết ngay mà, anh có người yêu rồi nên đâu còn thương em nữa đâu." Người đàn ông cười cười rồi nắm tay của Băng Chi, vui vẻ trả lời Hà An: "Em biết như vậy thì tốt." Băng Chi thừa biết anh cố tình trêu chọc cô gái nhỏ kia, nhưng không hiểu sao cô cũng cảm thấy vui lây, nắm tay anh càng chặt hơn. Hai người nhanh chóng cùng nhau trở về căn biệt thự. Tự dưng lại có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong căn biệt thự, dường như đang chờ đợi anh và cô trở về. "Dạ, đây là tài liệu mà ngài cần ạ." Vương Đình Quân biết rõ đây là tài liệu quan trọng bậc nhất, nên người đàn ông này mới đích thân đưa cho anh mà không qua tay của người khác. Anh phân phó cho tài xế đưa ông ta ra về. "Em lên phòng trước đây." Cô nhanh ý liền hiểu ra rằng anh có công việc quan trọng, cô không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh. "Không cần đâu, nó có liên quan đến em đấy, Băng Chi." Vậy là hai người cùng nhau lên thư phòng để xem nội dung bảo mật ở bên trong tập hồ sơ. Bên trong là lý lịch của một người đàn ông trung niên: tên Mục Lãng, nghề nghiệp người đứng đầu tổ chức Z, mối quan hệ huyết thống, có một người con gái. Ngoài ra thì còn có những thông tin cơ bản không liên quan đến việc cần thiết. Vương Đình Quân khó hiểu nhìn Băng Chi: "Em là con gái của Mục Lãng sao?" Cô cũng không hiểu tại sao anh lại bất ngờ như vậy. "Con gái của Mục Lãng thì làm sao nào?" "Đúng vậy, có chuyện gì sao anh?" Người đàn ông trấn tĩnh bản thân, phân phó cho người hầu chăm sóc cho cô thật tốt. "Anh phải ra ngoài có việc gấp, em tuyệt đối không được ra ngoài, em nhớ chưa?" "Nhưng mà anh đi đâu?" Anh xoa đầu cô rồi trấn an: "Anh đi bàn chuyện quan trọng với một số người, lát nữa anh sẽ trở về thôi." Cô không khỏi lo lắng, ban đêm anh ra ngoài có chuyện gì xấu xảy ra. Cô đưa ra gợi ý: "Hay là anh kêu ba người đó đến nhà chúng ta cho an toàn đi. Em cảm thấy lo lắng lắm, anh đừng ra ngoài." "Không sao đâu, anh đi trước đây." Cô còn chưa kịp hỏi gì thêm thì anh đã vội vàng rời đi. Điều đó có nghĩa là Mục Lãng và tổ chức Z
không hề bình thường hay sao chứ? Vương Đình Quân nhanh chóng ra ngoài gọi điện cho Hàn Nam Phong và hai người kia. Bọn họ vẫn còn đang ở trong nhà hàng. Cậu mau cho người đưa Hà An trở về gấp đi, có chuyện quan trọng đã xảy ra rồi. Hàn Nam Phong biết rằng Vương Đình Quân mà lên tiếng trước thì chắc chắn chuyện đó không chỉ quan trọng một cách bình thường mà còn cực kỳ quan trọng. Anh ta liền phân phó cho vệ sĩ đưa Hà An trở về biệt thự chính của Hàn gia. Ít ra nơi đó là nơi an toàn nhất. Vương Đình Quân vẫn đang lái xe với tốc độ rất cao trên đường, vì quá vội nên không mang theo bất kỳ vệ sĩ nào hộ tống. Đang di chuyển thì tự dưng lại có hai chiếc xe bán tải rất lớn từ đâu chui ra, sau đó ép sát vào chiếc xe của anh, làm cho Vương Đình Quân nhất thời không kịp trở tay. Mẹ kiếp! Tài xế của một trong hai chiếc xe đó tăng tốc, nhanh chóng bẻ lái gấp để mà xe của anh va chạm mạnh với đầu xe bán tải. Anh liền hiểu ý, bẻ lái gấp sang bên phải, nhưng mà không ngờ bên đó chính là vách đá. Một tiếng rầm rất lớn vang lên, là âm thanh va chạm cực kỳ lớn, vang lên giữa không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Hai chiếc xe bán tải đạt được mục đích rời khỏi hiện trường, để lại người đàn ông trong xe, thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra, cùng với chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình chưa kịp tắt. Mục Lãng không biết bằng cách nào đó vào được phòng của Băng Chi và đứng đối diện với đứa con gái duy nhất của mình. Ông bình tĩnh kể lại câu chuyện ban nãy cho cô nghe, ánh mắt không một chút nào lưu tình, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang tức giận của Băng Chi. Sao, con thấy câu chuyện có hấp dẫn không? Cô bước đến gần ông, giọng nói của cô ẩn chứa sự thống hận đến cùng cực. Nếu như ông dám đụng đến anh ấy thì tôi tuyệt đối sẽ lấy mạng ông đấy. Mục Lãng cười lớn. Tuy cô được mẹ dạy dỗ nên người, nhưng mà bản chất thì vẫn giống ông, mạnh mẽ, vô tình như vậy. Nếu con có khả năng làm như thế thì con cứ đến tìm ta. Cô không biết vì sao lại đưa tay lên tát ông một cái, lời nói cũng vì tức giận, sợ hãi mà trở nên mất kiên nhẫn. Anh ấy đã làm gì ông chứ? Tại sao ông lại đối xử với anh ấy như vậy? Mục Lãng tuy rằng bị cô đánh nhưng vẫn không hề tức giận, phong thái ôm dung như mọi ngày, trả lời câu hỏi của cô. Ta rất yêu con, cực kỳ ghét cái cách cư xử lỗ mãng, thiếu suy nghĩ của con. Ông quay người định rời đi, nhưng vì câu nói của cô mà đứng sững sờ. Chính ông đã làm cho mẹ tôi, người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất, mất mạng. Rồi một lần nữa, chính ông đã hại người đàn ông mà tôi yêu thương nhất. Đây là cách mà ông yêu thương đứa con gái ruột của mình sao? Mục Lãng hơi xoay người nhìn khuôn mặt ngập nước của cô, trái tim ông có chút đau thắt, là sự đau đớn của một người làm cha. Nếu thằng nhóc đó còn sống thì nó mới xứng đáng với con chứ, còn không thì chính là ông trời không khoan dung với nó rồi. Băng Chi cười khẩy, người làm cha như Mục Lãng còn chẳng có lòng khoan dung với cô, huống chi là một người vô tình như ông trời. Nếu anh ấy mà có mệnh hệ gì thì chính tôi là người không khoan dung với ông trước. Mục Lãng nghe thấy câu nói vô tình của cô, liền lên chiếc trực thăng đang đợi sẵn ở bên ngoài cửa sổ mà đi mất. Tiểu thư, mau đến bệnh viện đi, thiếu gia gặp nạn rồi. Nghe người làm lên báo cáo, cô nhanh chóng ra xe đến bệnh viện trực thuộc tập đoàn Vương Thị. Vừa đến nơi thì đã có một đám người chờ sẵn ở ngoài cửa. Ở trên người Hàn Nam Phong dính đầy chất lỏng màu đỏ, trên tay có thêm một tập hồ sơ. Rồi một tiếng chát vang lên rất lớn. Người tiến đến đánh Băng Chi chính là Liên Thi, hay có thể nói là Vương Phu Nhân, mẹ ruột của Vương Đình Quân. Đôi mắt của Liên Thi vẫn đỏ ửng vì vừa khóc xong, giọng nói run rẩy xen lẫn tức giận hướng về phía của Băng Chi mà chửi mắng. Tại sao lại hại con trai tôi? Cô là ai mà dám đụng vào nó cơ chứ? Băng Chi chịu đau không nói gì, cô đi đến trước mặt của Hàn Nam Phong lên tiếng hỏi. Đây là chuyện giữa chúng tôi, liên quan gì đến anh? Hàn Nam Phong từ nãy đến giờ vốn trầm tư, liền đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía của Băng Chi. Cô đang diễn hài cho ai xem đấy? Chính ba cô đã gây ra vụ tai nạn khủng khiếp này, và người đang nằm trong phòng bệnh là bạn thân của tôi.
Cô tất nhiên không còn gì để nói. Lời nói của Hàn Nam Phong hoàn toàn chính xác. Mục Lãng là người gây ra tai nạn, nhưng người bị mọi người xỉa sói lại là cô. Người chịu cái tát đau đớn từ mẹ anh cũng là cô. Bác sĩ hỗ trợ đi ra khỏi phòng phẫu thuật, bà lớn tiếng hỏi những người trước mặt. Ở đây, ai thuộc nhóm máu RHD mời theo tôi. Bà mẹ của Vương Đình Quân để thuộc nhóm máu O, Hàn Nam Phong, Mộ Chiến Bắc thuộc nhóm máu AB, Giang Bắc Minh thuộc nhóm máu A. Không một ai trùng khớp với nhóm máu quý hiếm của Vương Đình Quân cả. Là tôi thuộc nhóm máu RH. Bằng Chi là người lên tiếng, cô chậm rãi trả lời bác sĩ. Không ngờ Liên Thi lại hướng mắt nhìn về phía của cô. Cho dù cần bao nhiêu máu đi chăng nữa, cô cũng phải cứu lấy con trai tôi, bởi vì tất cả là lỗi của cô hiểu chưa? Bằng Chi cười trừ, tất cả mọi người trên đời này đều cho rằng mọi tội lỗi là do cô gây ra. Tất cả những lỗi lầm, cho dù là lớn hay là nhỏ, cũng đều thuộc về cô. Nhưng chỉ có duy nhất Vương Đình Quân mới biết cô không có lỗi. Mỗi anh mới biết ông trời đang không khoan dung với cô mà thôi. Được, tôi sẽ cứu anh ấy, bởi vì anh ấy là lý do cuối cùng khiến cho tôi muốn sống. Lời nói của Băng Chi tuy rằng nhẹ tênh, nhưng đánh động vào trong tâm trí của mỗi một người đang đứng ở đó. Cô đi theo vị bác sĩ kia vào trong phòng để hiến máu. Trung bình mỗi người có 3.500ml máu. Bây giờ chúng tôi đang cần gấp 800ml. Cô muốn chia ra thành hai đợt hay là đợi túi máu hỗ trợ đây? Lấy cho một đợt đi, anh ấy không thể nào chờ được. Bác sĩ nghe xong cô nói thì cảm kích về sự kiên cường của cô gái nhỏ trước mặt mình. Nếu mất máu quá nhiều trong một lần dẫn đến tình trạng cơ thể mệt mỏi và rơi vào hôn mê sâu. Được rồi, vậy tôi bắt đầu lấy đây. Vừa bắt đầu cô cảm thấy vô cùng bình thường, nhưng một lúc sau đó lượng máu mất đi càng ngày càng nhiều, làm cho đầu óc của cô choáng váng. Cô ngất đi ở trên giường bệnh từ bao giờ không hay. Lượng máu đã lấy xong xuôi, bác sĩ phân phó cho người mang vào trong phòng để mà tiếp tục làm phẫu thuật, và vẫn để cho Băng Chi nằm trên giường nghỉ ngơi. Sau hơn 6 tiếng chật vật, cuối cùng thì đèn xanh cũng được bật lên. Bác sĩ phẫu thuật liền đi ra bên ngoài để thông báo với người nhà của bệnh nhân. Nhờ lượng máu được truyền kịp thời nên bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Liền thì thở phào nhẹ nhõm, dựa vào người của Vương Thành, bà đi đến trước mặt của bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bác sĩ khiêm tốn lắc đầu, hướng mắt về phía của Băng Chi đang nằm trong phòng hồi sức ở bên cạnh. Người bà nên cảm ơn là cô gái kia, nhờ lượng máu lớn từ cô ấy mà con trai bà mới có thể duy trì sự sống đấy. Liên Thi mím môi không nói gì, có lẽ bà đã trách nhầm Băng Chi rồi. Cũng bởi vì lo lắng cho con trai và quá sợ hãi, cho nên bà mới đổ hết tội lỗi lên một cô gái như vậy. Cho dù bà biết mọi việc là do ba của cô làm. Các cháu cứ về trước đi, bác sẽ ở đây chăm sóc cho Vương Đình Quân là được rồi. Ba người đàn ông liền gật đầu rồi đi trước. Hàn Nam Phong đưa tập hồ sơ cho Vương Thành nắm giữ. Mọi chuyện còn lại Vương Thành sẽ thay mặt bọn họ mà xử lý. Vương Thành để vợ mình ngồi nghỉ ngơi trên ghế. Ông ra ban công ở bên ngoài bệnh viện lấy tập hồ sơ ra để xem xét. Nội dung nói rằng Mục Lãng có một người con gái nhưng mà chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp, cũng chưa bao giờ chăm sóc. Điều đó có nghĩa là tuy Mục Lãng là cha ruột của Băng Chi nhưng chưa bao giờ chăm sóc cho cô bé đó. Không những vậy, trong suốt thời thơ ấu của cô đều phải chịu đựng cảnh bạo hành của ba dượng và những khoản nợ của ông ta. Vương Thành và Liên Thi thật sự là trách nhầm một người vô tội rồi. Rõ ràng trong chuyện này con bé không hề có tội lỗi gì cả, mọi tội lỗi chỉ thuộc về một mình Mục Lãng mà thôi. Sau 2 tiếng rơi vào trong hôn mê, cuối cùng thì Băng Chi cũng tỉnh giấc. Đầu cô vẫn còn chút đau nhức do việc ngủ quá lâu ở trên giường. Cô đứng dậy đi đến trước cửa phòng phẫu thuật, không thấy có ai cả. Cô thật sự không biết họ đã đưa Vương Đình Quân đến phòng nào rồi. Cô đang tìm Vương Đình Quân sao? Cô quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh rồi cúi đầu chào. Dạ phu nhân. Liên Thi gật đầu rồi ra hiệu cho cô đi theo mình đến phòng hồi sức đặc biệt
dành riêng cho Vương Đình Quân. Bà bình tĩnh lên tiếng. Chăm sóc thằng bé giúp tôi, tôi còn có công việc chưa giải quyết xong. Cô hiểu rằng bà đã âm thầm chấp nhận cô, nhưng bà không hề muốn bày tỏ cho cô biết. Cô mỉm cười đáp lại người phụ nữ cao quý trước mặt mình. Dạ vâng, cháu sẽ chăm sóc thật tốt cho anh ấy. Cháu cảm ơn phu nhân. Liên Thi gật đầu rồi rời đi, để lại không gian riêng tư cho Băng Chi và Vương Đình Quân. Cô tiến về phía giường bệnh của người đàn ông, nắm chặt tay anh đưa lên má. Xin lỗi, em thật sự không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy đâu, Đình Quân. Nước mắt nóng hổi lăn xuống khuôn mặt gầy của cô. Cô không biết tại sao bản thân mình lại cảm thấy đau lòng khi mà nhìn thấy vết thương lớn nhỏ trên người của anh như vậy. Nỗi đau giống như cào xé nội tâm của cô, làm nước mắt cô cứ rơi xuống. Anh phải mau tỉnh dậy đấy nhá, chúng ta còn chưa tìm hiểu nhau xong cơ mà. Cô thề rằng nếu như Vương Đình Quân mà xảy ra chuyện gì thì cô sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi. Bởi vì anh chính là lý do cuối cùng để cô tồn tại trên cuộc đời này. Nếu cô không còn lý do sống nữa thì cô có sống một mình cũng không có ý nghĩa gì. Cuộc đời của cô điểm đi điểm lại, có cái quái gì tốt đẹp đâu. Tuổi thơ bị ba dượt bạo hành, vị thành niên thì nghỉ học đi làm thêm, trả viện phí cho mẹ. Trưởng thành thì mẹ qua đời, phát hiện ra ba ruột là tội phạm quốc tế. Thử hỏi xem trên đời này có ai khổ giống như cô không? Cô vốn muốn chết quách đi cho rồi, vốn muốn biến mất khỏi thế giới này cho rồi. Nhưng mà tự dưng Vương Đình Quân lại xuất hiện, cho cô lý do để sống tiếp. Suốt bao nhiêu năm sống trong sự chút giận của ông trời, nhưng anh lại đến, giống như là một sự khoan dung cuối cùng của ông trời dành cho cô. Anh hãy nói đây không phải là lỗi của em đi. Hãy nói rằng em vô tội đi. Và nói anh yêu em đi, Đình Quân. Cô vừa nói vừa hôn lên tay anh, vô tình để nước mắt mặn chát rơi vào lòng bàn tay của người đàn ông. Cô muốn anh cảm nhận nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng trong suốt ngần ấy năm trời hay sao chứ? Anh có thể khoan dung với em một lần cuối cùng có được không? Được chứ? Đúng lúc này, giọng nói của người đàn ông vang lên. Anh lau nước mắt giúp cô, mỉm cười nhìn khuôn mặt xanh xao của cô gái trước mặt mình mà đau lòng vô cùng. Anh tỉnh rồi sao? Anh đau lắm có đúng không? Băng Chi chạm nhẹ tay lên mái tóc của anh, ánh mắt hiện ra một tia đau lòng. Anh rất đau, nhưng mà anh cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn, bởi vì người đầu tiên anh nhìn thấy lại chính là em. Anh không hề biết chuyện cô hiến máu cho mình, và cô không hề muốn cho anh biết, rồi anh lại trách móc bản thân. Hãy xem như đây chính là việc tốt duy nhất mà cô có thể làm cho anh trong cuộc đời này. Anh có biết là em sợ hãi thế nào không? Em chưa bao giờ thấy sợ như vậy. Cô càng nói càng cảm thấy khó khăn, dường như bao nhiêu sự tủi thân mà cô che giấu bấy lâu nay để muốn bày tỏ cho anh thấy. Cô vốn dĩ không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Vương Đình Quân bối rối khi thấy cô càng khóc càng nhiều. Ngoài việc lau nước mắt cho cô thì anh không biết phải làm cái gì nữa. Anh yêu em, anh thật sự là không thể nào rời xa em được, cho nên em đừng sợ nhé. Cô gật đầu cúi xuống hôn anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy. Nụ hôn này ẩn chứa tất cả tình yêu và tín thác của cô dành cho người đàn ông trước mặt mình. Anh cũng hạnh phúc không kém, đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng của cô. Cậu chưa mất mạng sao, Vương Đình Quân? Hai người còn đang ân ái thì đã có người xuất hiện phá đám. Hàn Nam Phong ôm bó hoa lớn, không thèm gõ cửa mà đi vào trong, bắt gặp cảnh tượng đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm, làm cho anh ta cau mày. Trời đất ơi, cái quái gì thế này? Chọc mù mắt bản thiếu gia đi. Hàn Nam Phong đặt bó hoa xuống bàn, hướng về phía của Vương Đình Quân đã tỉnh dậy từ bao giờ. May cho cậu là có cô gái này đấy nhá. Nhờ máu của cô ấy mà cậu có thể sống sót qua cửa ải của Diêm Vương. Vương Đình Quân khó hiểu nhìn Hàn Nam Phong, còn Băng Chi thì ra hiệu cho anh ta im miệng vào. Cậu nói cái gì cơ? Cái gì mà máu của cô ấy chứ? Thì cô ấy hiến máu để truyền cho cậu mà. Nghe đâu là 800ml nhóm máu RH. Đối với một người làm ngành y là Vương Đình Quân thì đương nhiên biết 800ml máu đối với một người bình thường
nó nhiều như thế nào. Hơn nữa nhóm máu RH lại còn khan hiếm như vậy. Tại sao em lại hiến máu? Em đâu cần thiết phải làm như vậy chứ? Bằng Chi nhìn khuôn mặt lo lắng đến tột cùng của người đàn ông thì cảm thấy có lỗi. Em xin lỗi, nhưng mà em cần anh. Em sẽ không để chuyện gì xảy ra với anh đâu. Máu có thể có lại, còn anh thì không. Vương Đình Quân liếc nhìn Hàn Nam Phong một cái, rồi ra hiệu cho anh ta ra ngoài. Biết như vậy thì bổn thiếu gia đã không thèm đến thăm cậu rồi. Vương Đình Quân vội vàng xoa đầu của Băng Chi, giọng nói trở nên dịu dàng. Em đừng xin lỗi, mọi chuyện không phải lỗi của em. Dùng một lúc cô bình tâm trở lại, anh tiếp tục an ủi cô. Bây giờ anh đã nợ em rồi, anh sẽ dùng cả đời này để trả cho em, có được không? Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi ôm lấy người đàn ông. Cô không cần anh phải trả nợ, cô chỉ cần anh luôn luôn bình an, luôn luôn hạnh phúc mà thôi. Vì được chăm sóc sức khỏe ở mức độ cao nhất, nên chưa đến 2 tháng, Vương Đình Quân đã khỏe mạnh và được xuất viện. Trong suốt quãng thời gian đó, Bằng Trì không rời anh nửa bước, tất cả mọi việc riêng tư của anh đều là do cô xử lý, lo liệu. Vương Đình Quân còn rất nhiều việc ở trong bệnh viện mà chưa giải quyết xong, thế nên đành để cho vệ sĩ đưa cô trở về biệt thự nghỉ ngơi trước, còn anh lập tức đến bệnh viện. Cô giao hành lý và đồ dùng cá nhân cho người hầu sắp xếp, chỉ xách túi nhỏ lên phòng của mình. Hiện ra trước mắt cô là phong thư màu đen ở trên bàn. Cô cũng không vội vàng cầm lên xem, mà hỏi người hầu thường xuyên dọn phòng của mình, phong thư này ở đâu ra? Cô nhìn thấy phong thư đó ở đâu thế? Người hầu cũng thành thật trả lời câu hỏi của Băng Chi. Dạ, vào cái đêm mà thiếu gia gặp tai nạn, sau khi tiểu thư rời đi, tôi có vào trong phòng thu dọn khay đồ ăn, thấy phong thư đen nằm ở trên đất ạ. Cô biết cô người hầu trước mặt mình không có gan nói dối, chắc chắn cái hôm Mục Lãng đến, ông ta cố tình để lại chỗ của cô rồi. Cô đóng cửa, tiến đến mở phong thư ra và đọc nó. Ta biết con không tin, nhưng mà ta muốn nói rằng ta rất yêu mẹ của con. Lúc còn trẻ, ta không có gì trong tay, lại còn là một tên xã hội đen bị mọi người ghét bỏ. Mẹ con xuất hiện giống như tia sáng trong cuộc đời của ta, là một sự khoan dung của ông trời đối với ta. Những tưởng rằng bọn ta có thể sống hạnh phúc như bọn ta từng mơ ước, nhưng không, mẹ con đã bị bọn họ cướp đi mất, bị ép gả cho người mà bà ấy không yêu thương gì. Mẹ con đã từng hận ta, tại sao đêm đó không đến và đưa bà ấy đi? Đã từng trách móc, tại sao lại không tin tưởng bà ấy? Đã từng nghi ngờ tình yêu mà ta dành cho bà ấy. Nhưng nếu hôm đó ta đến cướp bà ấy đi, thì làm gì có đủ điều kiện để mà chăm sóc tốt cho bà ấy cơ chứ? Vốn dĩ ta là một thằng không nhà không cửa, biết bao nhiêu người hận thù, mỗi sáng thức dậy đều phải cảm tạ ông trời bởi vì ta vẫn còn sống. Vậy thì lấy đâu ra lý do để đảm bảo ta có thể bảo vệ tốt cho bà ấy cơ chứ? Rồi đến khi ta nghe tin bà ấy mang thai, chính là đứa con của ta, thực ra ta rất vui mừng. Nhưng lúc đó ta chỉ vừa xây dựng tổ chức, chưa có tương lai tốt đẹp, không dám cho bà ấy bất kỳ một sự tin tưởng nào. Rồi ta biết ông ta đánh đập bà ấy và cả con suốt bao nhiêu năm trời. Ta đã khiến cho hắn ta phải trả giá bằng việc lấy mạng hắn ta để đền tội. Nhưng điều đó vẫn không thể nào cứu sống được người phụ nữ mà ta yêu thương. Con chính là niềm hy vọng duy nhất của ta, là niềm kiêu hãnh trong lòng ta. Ta đã không thể nào bảo vệ cho người phụ nữ của mình, nhưng ta sẽ bảo vệ con chu toàn nhất. Đây là sự khoan dung của ta dành cho con. Ta sẽ không lấy mạng người đàn ông đó, cũng không đưa con trở về với tư cách là con gái duy nhất của ta. Nếu hắn ta đủ mạnh mẽ vượt qua thử thách này, thì hắn ta mới xứng đáng để con nhờ cậy. Hãy luôn nhớ rằng ta yêu con, yêu con hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Cô đọc xong thì gấp lá thư cất vào trong ngăn kéo. Tại sao ông ta phải giải thích nhiều như vậy để làm gì chứ? Nếu muốn thì chắc chắn ông ta sẽ tìm cách, còn không thì sẽ tìm lý do để biện minh cho sự yếu đuối, nhu nhược của bản thân mình. Nhưng dù sao, nó cũng là ba ruột của cô. Dòng máu của ông ta vẫn đang chảy một cách mạnh mẽ trong cơ thể của cô.
Ít ra thì cô biết được mình có ba, có một người luôn luôn bảo vệ cô từ đằng sau. Cô vẫn còn người thân duy nhất trên cõi đường lạc lõng này. Em làm gì thế, Băng Chi? Nghe tiếng gọi, cô giật mình quay đầu, nhìn thấy Vương Đình Quân. Cô giống như mọi ngày nở ra nụ cười thật tươi, chào mừng anh đã trở về. Sao hôm nay anh về sớm thế? Vương Đình Quân tiến tới, ôm cô vào trong lòng rồi nhẹ nhàng đáp. Bà anh đã chuyển giao công việc của người khác trong lúc mà anh nhập viện. Ông ấy lại không nói cho anh biết một tiếng nào. Cô gật đầu buông anh ra, ngắm nhìn người đàn ông khỏe mạnh ở trước mặt mình mà ấm lòng đến kỳ lạ. Em thật sự rất yêu anh. Em yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời này, Đình Quân. Người đàn ông cười hạnh phúc, xoa đầu cô. Em sao thế? Sao tự dưng hôm nay lại nói yêu anh nhiều như vậy chứ? Em sợ lắm. Em sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa. Sợ sẽ không bao giờ được ôm anh như thế này. Sẽ không được nghe anh nói anh yêu em nữa. Anh hôn lên tay của cô như một sự trân trọng mà anh muốn dành riêng cho cô. Vậy thì chúng ta phải mau chóng kết hôn thôi. Để anh có thể thuộc quyền sở hữu của em. Em sẽ không còn sợ hãi nữa. Cô nghe đến chuyện kết hôn, khuôn mặt trở nên buồn bã. Em cũng muốn kết hôn với anh, nhưng ba mẹ của anh hình như không thích em rồi. Vương Đình Quân xoa đầu cô an ủi. Không thích sao? Họ đang ở dưới nhà để muốn gặp em đấy. Cô và anh đi xuống đại sảnh, thấy bóng dáng quyền lực của hai vị phụ huynh đang ngồi trên ghế. Khuôn mặt của Vương Thành và Liên Thi tuy rằng không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng lại tạo ra một áp lực khổng lồ dành cho Băng Chi. Cô cúi đầu chào cả hai người, rồi cùng với Vương Đình Quân ngồi ghế đối diện với hai người họ. Cháu tên là Hà Băng Chi, có đúng không? Cô gật đầu lên tiếng. Dạ vâng ạ. Vương Thành uống ngụm trà rồi lại tiếp tục nói. Sau này kết hôn, con của hai đứa sẽ theo họ chồng. Dạ vâng ạ. Nhưng mà khoan đã, con cái lúc nào mà chẳng theo họ chồng cơ chứ? Nhìn mặt của Băng Chi hơi đơ ra, làm cho Vương Thành bật cười. Ông chỉ muốn trêu cô bé một chút thôi, ai ngờ đâu có thể nhìn thấy biểu cảm thú vị như vậy. Liên Thi đánh nhẹ chồng mình một cái, để ông còn nghiêm túc trở lại. Bà cũng lên tiếng. Hôm đó xin lỗi cháu vì cái tát. Bác không cố tình đâu, chỉ là trong túc nóng giận, không thể nào kiềm chế được thôi. Sao cơ? Mẹ nói mẹ tát cô ấy sao? Vương Đình Quân từ đâu nhảy vào, anh cau mày khó chịu, nhìn khuôn mặt nhăn nhó. Bà chỉ tay về phía của Vương Đình Quân. Con đang trách móc mẹ đấy à, thằng nhóc này. Chẳng phải là mẹ đã xin lỗi rồi sao? Băng Chi kéo tay của anh, ý bảo anh hãy im lặng để mẹ anh nói tiếp. Tuy biết anh quan tâm đến mình, nhưng mà thái độ của anh dành cho mẹ như vậy là không tốt. Đó đó, con thấy Băng Chi nói hiểu chuyện chưa? Con dâu của mẹ là phải ngoan ngoãn như vậy chứ. Hình như trong câu nói của mẹ anh có gì đó không giống với kịch bản mà cô đã suy nghĩ trong đầu. Lúc ở trong bệnh viện, thái độ của bọn họ đối với cô là hoàn toàn chán ghét, chỉ mong cô mất mạng sớm mà thôi. Nhưng mà tại sao bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy? Hai bác đã chấp nhận cháu rồi sao? Hai bác có yêu cầu gì khác với cháu không? Cháu chắc chắn sẽ thực hiện ạ. Liên Thi suy nghĩ một chút rồi đưa ra yêu cầu của bản thân. Có đấy, bác muốn có thật nhiều cháu nội để còn chơi đùa cùng, ít nhất phải 4 đứa. Mà nhiều hơn thì càng tốt. Hình như vào đúng chủ đề Vương Đình Quân, anh đang quan tâm làm cho tâm trạng của anh vui vẻ hẳn lên. Chuyện đó dễ mà mẹ. Mẹ phải tin tưởng vào con trai của mẹ chứ. Băng Chi chỉ biết xấu hổ, không nói được một câu nào. Bây giờ cô hoàn toàn biết Vương Đình Quân giống y hệt ba mẹ của mình, chỉ có hơn chứ không có kém. Ta nghĩ nên tổ chức đám cưới trước, rồi tính đến chuyện sinh bao nhiêu đứa con. Cô dâu vẫn còn muốn mặc váy cưới xinh đẹp mà, có đúng không nào? Câu nói của Vương Thành lúc nào cũng chính xác và suy nghĩ chu toàn, đúng với dáng vẻ của bậc tiền bối. Dạ, vậy tuần sau chúng con sẽ đi chụp ảnh cưới, 2 ngày sau tổ chức hôn lễ luôn. Vương Thành và Liên Thi đều đồng ý với quyết định vừa rồi của con trai. Bởi vì còn vài công chuyện riêng họ đành rồi đi để xử lý trước, tiện thể để lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ.
Băng Chi thở phào nhẹ nhõm, mọi việc thành công hơn so với những gì mà cô suy diễn. Vương Đình Quân thấy ba mẹ mình rời đi rồi thì ôm chầm lấy cô, rúc đầu vào trong cổ cô, tận hưởng mùi hương thuộc về riêng cô. Em thơm thật đấy. Băng Chi xoa đầu anh, tuy rằng có chút nhột ở cổ nhưng mà cảm giác lại vô cùng thoải mái. Tự dưng cô cảm thấy bàn tay hư hỏng của người đàn ông đang đưa vào trong áo của mình. Anh điên rồi, đây là đại sảnh đấy. Người đàn ông tất nhiên là không quan tâm, vẫn đang cố tình làm loạn ở trên áo của cô. Sao em ở nhà mà lại mặc áo bên trong chứ? Anh không thích đâu. Cô không biết nên trả lời câu hỏi vô liêm sỉ của người đàn ông này như thế nào. Cô muốn đẩy anh ra, mà sức lực của anh quá lớn. Vậy là cô đành phải lên tiếng để thương lượng. Lên phòng đi, rồi anh muốn gì cũng được. Đôi mắt của Vương Đình Quân sáng quắc. Sau khi mà đạt được mục đích mà mình mong muốn, anh rời khỏi người cô, bế cô lên phòng, nơi anh đã chuẩn bị sẵn sàng sau khi mà cả hai người kết hôn. Em nói anh muốn làm gì cũng được, có đúng không nào, bảo bối nhỏ? Cô ngoài gật đầu ngại ngùng thì không biết phải nói thêm cái gì bây giờ nữa. Người đàn ông cúi xuống hôn đôi môi ngọt ngào trước mặt mình một lúc, rồi đỡ cô ngồi thẳng dậy, bắt đầu cởi bỏ những gì vướng víu trên cơ thể của cô. Em tự cởi hay là anh giúp đây? Cô xua tay về phía của anh, rồi vòng tay bắt đầu cởi áo, cố gắng tránh đi ánh mắt thèm thuồng của người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mình. Anh biết cho dù anh có bảo cô cởi bỏ hai tay ra thì chắc chắn cô cũng không bỏ. Anh tự động gỡ tay cô ra để sang hai bên, rồi bắt đầu cúi xuống thưởng thức cơ thể mềm mại và tận hưởng những cảm xúc mãnh liệt do cô mang lại. Trước đây anh có nghe Hàn Nam Phong nói rằng cảnh xuân của phụ nữ vô cùng mềm mại thơm ngon, nhưng mà anh không màng để tâm đến. Đối với một người bác sĩ đã nhìn qua hàng ngàn cơ thể con người, anh chỉ nghĩ rằng cái nào cũng giống nhau. Nhưng bây giờ khi mà anh chạm vào Băng Chi thì mọi thứ đã khác. Mềm mại thật đấy. Cô nâng đầu anh lên hôn lấy, bàn tay vẫn đang ở trước lồng ngực để mà ngăn cản hành động của người đàn ông. Bởi vì đây là lần đầu tiên của cả hai người, thế cho nên anh không dám đòi hỏi quá nhiều. Hai cơ thể không mảnh vải che thân cuốn quýt suốt cả buổi trưa. Đến khi mà Băng Chi ngủ thiếp đi thì anh cũng đã dừng lại, chuẩn bị lau người sạch sẽ giúp cho cô ngủ ngon hơn. Anh hôn khẽ lên trán của cô, rồi cùng cô ngủ một giấc cho đến tận buổi chiều. Băng Chi chớp chớp mi mắt tỉnh dậy trước, cô cảm nhận cơ thể của mình không quá đau đớn, giống như lời đồn sau khi mà trải qua lần đầu tiên ân ái. Trên cơ thể cũng vô cùng sạch sẽ, không có một chút mùi vị dư thừa nào. Eo của cô đang bị người đàn ông nằm bên cạnh giữ chặt, không thể nhúc nhích. Cô có chút đói, gỡ tay anh ra khỏi người cô. Em đi đâu đấy? Ngủ thêm một chút nữa đi. Giọng nói còn ngái ngủ của người đàn ông vang lên, mặt anh vẫn còn đang đóng chặt, nhưng miệng thì lầm bầm, làm cho cô có chút buồn cười. Cô hôn nhẹ lên trán của Vương Đình Quân, an ủi anh, giống như là đứa trẻ đang làm nũng vậy. Em làm chút đồ ăn cho anh nhé, lát nữa em sẽ trở lại ngay thôi. Anh gật đầu rồi để cô rời đi. Cô mặc tạm chiếc váy xòe đi xuống bếp tìm kiếm gì đó có thể ăn được chống đói. Tiểu thư tìm gì vậy? Tôi có thể giúp cô. Cô xua tay bảo rằng không cần, rồi tự mình làm để cho người hầu rồi đi. Cô thấy trong tủ lạnh còn cà chua, trứng và có mì. Cô nấu nồi canh thơm ngon rồi ngồi ăn một mình. Sao em không nấu cho anh chứ? Có giọng nói của người đàn ông vang lên. Vương Đình Quân chỉ mặc chiếc quần dài đi xuống, thân trên không mặc áo, làm cho cô có chút sặc đồ ăn trong miệng. Anh mặc áo vào rồi em sẽ cho anh ăn cùng. Vương Đình Quân nghe lời, mặc áo mà người làm chuẩn bị. Anh ra bàn ngồi xuống bên cạnh cô. Tại sao nhất định phải mặc áo chứ? Cô quan sát xung quanh, đa số đều là nữ người hầu, chỉ có bảo vệ là nam, nhưng mà đều phân bố ở bên ngoài rồi. Cô không muốn người đàn ông của mình bị người ta chiếm tiện nghi. Không mặc áo là sẽ bị bệnh đấy, mà bị bệnh thì không được ngủ cùng với em đâu. Anh đương nhiên không tin lý do trẻ con ấu trĩ mà cô bịa ra. Chẳng lẽ cô quên mất chồng cô làm nghề gì rồi sao?
Nhưng mà anh cũng cảm thấy rất vui, bởi vì cô gái nhỏ này lại còn biết ghen tuông cơ đấy. Để em lấy bát đũa cho anh nha. Cô đứng dậy lấy bát giúp anh, gắp mì vào trong bát giúp anh, cuối cùng thì chan thêm nước cà chua. Cảm ơn em. Anh đón nhận bát mì nóng hổi từ tay của cô. Hai người cùng tận hưởng buổi chiều bình yên ở bên nhau sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. Vương Đình Quân dẫn cô đi bộ để thức ăn được tiêu hóa bớt, tối trở về có thể ngủ ngon hơn. Em có cảm thấy hối hận về chuyện gì không? Cô lắc đầu. Cô không bao giờ có khái niệm hối hận về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, bởi vì điều gì đã qua rồi thì đã là dĩ vãng. Khi mà nhớ đến không tránh khỏi đau lòng, mà đau lòng thôi chứ còn có thay đổi được gì đâu. Em không hối hận, chỉ là có chút tiếc nuối. Tại sao em lại không đón nhận tình cảm của anh sớm hơn? Vương Đình Quân vui vẻ xoa đầu cô. Đúng là chỉ biết nói mấy câu làm cho người ta rung động thôi. Còn anh muốn nói cảm ơn em. Tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc như bản nhạc của buổi chiều muộn, như cái cách chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Bước chân của anh và cô dừng lại, chỉ âm thầm nhìn nhau rồi nở ra nụ cười mãn nguyện vì đối phương và vì tất cả những gì đã trải qua. Ít ra thì ông trời đã khoan dung với cô. Ít ra cô là người vô tội khi gặp được anh. Ít ra người yêu cô chính là anh. Và ít ra thì người đàn ông này vẫn luôn luôn ở bên cạnh cô. Quá khứ không tốt đẹp thì làm sao chứ? Quá khứ bẩn thỉu vùi dập thì làm sao nào? Chẳng phải là cô vẫn sẽ hạnh phúc như cái cách mà cô hằng mơ ước hay sao? Chỉ cần cô sống một cuộc đời bình yên thì chắc chắn ông trời sẽ khoan dung với cô như cái cách mà anh đã xuất hiện lần đầu tiên. Cô gặp anh vào buổi tối đau buồn. Cô gặp anh khi mà trái tim bị tổn thương. Gặp anh khi tình yêu chớm nở. Gặp anh khi mà chúng ta lần đầu tiên biết yêu, để rồi sẽ mãi mãi yêu nhau như ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong bộ truyện ngắn vừa rồi. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của bộ truyện này có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của tập truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.